Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 128. Một lúc sau, Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân bên dưới nói, nên kết thúc rồi. Nói rồi cô ta bỗng vung tay lên, biển kiếp phía dưới biến mất, ác đạo không có động thái gì nữa, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Phạn Chiêu Đế, ngay sau đó cô ta bỗng nhiên trở nên hư ảo. Thoáng chốc khí tức của Phạn Chiêu Đế tăng lên gấp 100 lần. Thấy thế đồng tử vô biên chủ co rụt lại, đây đây. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Phạn Chiêu Đế đang dần trở nên hư ảo, khẽ nói, cô ta là kiếp trước của ác đạo chính là cô ta là ác đạo. Vô biên chủ không thể tin được, ngay khi Phạn Chiêu Đế và ác đạo dung hợp hoàn toàn, khí tức của Phạn Chiêu Đế đã tăng lên gần 100 lần. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm ác đạo đã dung hợp vào với Phạn Chiêu Đế đó, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, mấy vị kiếm tiên kia gần như không ai có thể giết được cô ta. Sắc mặt vô biên chủ trắng bệch, cuối cùng bây giờ ông ta cũng đã hiểu tại sao ác đạo vẫn luôn bình tĩnh như thế. Lúc này Phạn Chiêu Đế mở mắt ra, cô ta nhìn Diệp Quân, nhếch môi, bất ngờ chứ. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế im lặng một chốc, vài ngọn lửa bỗng bốc cháy từ trong người hắn. Thân xác và thần hồn tiếp tục thiêu đốt. Ba loại huyết mạch bùng cháy. Khi Diệp Quân định ra tay, một ngọn lửa màu vàng thiêu đốt từ trong người hắn. Tiểu tháp đốt cháy thân xác và thần hồn. Diệp Quân ngạc nhiên, tháp ra. Tiểu tháp bật cười, đánh là xong. Im lặng một lúc, Diệp Quân khẽ gật đầu, đang định ra tay, lúc này kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bỗng bùng cháy. Diệp Quân nhìn kiếm Thanh Huyên, run giọng nói, tiểu hồn. Kiếm Thanh Huyên rung lên, như đang nói gì đó. Diệp Quân bỗng bật cười, hắn nhìn ác đạo, Phạn Chiêu Đế, đến đây. Nói rồi hắn bỗng biến thành một tia kiếm quang, biến mất khỏi đó. Nhát kiếm này là nhát kiếm mạnh nhất trong đời này của hắn. Không có một trong những. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân đang lao đến, cô ta bỗng giơ một ngón tay ra. Diệp Quân bỗng văng ra xa. Khi hắn dừng lại, kiếm bị gãy, tháp bị nứt. Sức mạnh của ba loại huyết mạch bị ép chân áp vào trong người, không thể động đậy. Diệp Quân rơi xuống đất, cả người đều là máu, ý thức mơ hồ. Mấy giây sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Từ Chân ở chân trời, hắn khẽ nói, "Chân tỷ, để tỷ thất vọng rồi." Từ Chân hơi cúi đầu xuống, ngay sau đó cô ta bỗng tiến lên một bước, đang định ra tay thì lúc này khóa đại đạo bỗng từ trên trời rơi xuống. Từ Chân bỗng quay phát lại, cút. Chỉ thoáng chốc, khóa đại đạo bị vỡ tan. Tổ đạo bỗng chỉ vào Từ Chân, vạn đạo tù. Thoáng chốc hàng trăm triệu đại đạo xuất hiện, sau đó biến thành khóa giam trầm áp chế Từ Chân tại chỗ, nhưng ngay sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng lao ra từ cơ thể Từ Chân, khóa vạn đạo nứt ra. Không thể giam cầm. Thấy thế tổ đạo nhíu mày. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo vốn đang quan sát trong tối bỗng bước ra, thấy thế vô biên chủ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó chỉ thấy chủ nhân bút đại đạo bỗng xòe tay ra, một cây bút hư ảo bay lên trời. Sau đó bay lơ lửng trên đỉnh đầu Từ Chân. Một luồng sức mạnh phong ấn đáng sợ bỗng chân áp Từ Chân. Vô biên chủ khó tin nhìn chủ nhân bút đại đạo ông. Chủ nhân bút đại đạo phớt lờ vô biên chủ, nhìn Từ Chân ở phía xa, chân thần, vũ trụ kiếp phải giải phóng, nếu ngươi ngăn cản. Chân thần bỗng xòe tay ra, thoáng chốc hàng trăm triệu sức mạnh nghịch đạo bay lên trời. Sức mạnh phong ấn của tổ đạo và chủ nhân bút đại đạo bắt đầu sụp đổ. Chủ nhân bút đại đạo hít mắt, tổ đạo, giúp ta. Vừa dứt lời, ông ta bỗng biến thành từng tia tia sáng bay lên trời. Tổ đạo bỗng xòe tay ra, sau đó ấn nhẹ xuống. Cả nền văn minh vũ trụ cấp 10 và đại đạo của tất cả các nền văn minh bên dưới bỗng vỡ nát thời không, sau đó biến thành những tia sáng hội tụ lại. Rất nhiều nền văn minh vũ trụ, đại đạo tụ lại. Chủ nhân bút đại đạo bỗng chỉ xuống dưới, hàng vạn đại đạo ngưng tụ thành một chữ đạo lao thẳng xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, vô số lực lượng nghịch đạo do chân thần bên dưới phóng ra đều bị áp chế, nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh bí ẩn đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể chân thần, chữ đạo đó xuất hiện vô số vết nứt. Đồng tử chủ nhân bút đại đạo co rụt lại, đó là nhân tính.
Nói rồi ông ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn phía xa tinh hà, ngăn cô ta lại, nếu không đại đạo của tất cả nền văn minh vũ trụ sẽ bị phá vỡ. Trầm lặng một lúc, một luồng sáng bí ẩn bỗng lao đến từ sâu trong vũ trụ, chỉ trong chốc lát sức mạnh nhân tính mà Từ Chân phóng ra bị vỡ tan, cùng lúc đó luồng sáng bí ẩn đó rơi vào cơ thể Từ Chân theo khi chữ đạo, một phần nhân tính còn sót lại của Từ Chân bị áp chế và phong ấn, đồng thời thân xác và thần hồn của cô ta cũng biến mất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Từ Chân ngẩng đầu lên nhìn tận sâu trong vũ trụ đó, ngay sau đó cô ta cúi đầu xuống nhìn Diệp Quân, khẽ nói, sống cho tốt nhé, ta không thể đi cùng cậu rồi. Nói rồi cô ta siết chặt hai tay lại. Cô ta lập tức bị thiêu đốt. Ở bên dưới, khi nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Diệp Quân lập tức trở nên hung ác, hắn cầm kiếm thanh huyên bị gãy đó rồi bay lên trời, lao về phía Từ Chân, nhưng ngay sau đó một luồng uy lực kiếp từ trên trời rơi xuống, chấn áp hắn. Tay trái Diệp Quân chống xuống đất, muốn đứng lên nhưng lúc này Phản Chiêu Đế giơ tay lên. Vèo. Cánh tay trái của hắn bị đứt từ vai, máu bắn ra xung quanh. Diệp Quân tức giận gầm lên, muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, nhưng lúc này ba loại huyết mạch của hắn đều đã bị áp chế, không thể dùng được. Tay phải hắn nắm chặt kiếm thanh huyên bị gãy, muốn đứng lên lần nữa, bấy giờ Phản Chiêu Đế lại giơ tay lên. Vụt. Cánh tay phải của hắn bị đứt. Mẹ nó, quá đáng lắm rồi. Lúc này Vô Biên Chủ bỗng xông tới trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, đang định ra tay thì Phản Chiêu Đế vung tay áo lên. Vô Biên Chủ bị một tia sấm thần đánh trúng, khiến thần hồn bị tiêu diệt. Cách đó không xa, mặc dù cánh tay của Diệp Quân đã bị đứt nhưng hắn vẫn giãy giụa cố gắng đứng dậy, có điều lúc này một tia sấm thần thánh từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng vào bụng hắn, cả thân xác và thần hồn của hắn bị thiêu đốt. Trong một khoảng không ai có thể nhìn thấy, một người đàn ông và một người phụ nữ đang nhìn xuống bên dưới. Người đàn ông mặc đồ trắng. Người phụ nữ mặc váy trắng. Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn Diệp Quân đã bị đứt hai cánh tay đang không ngừng giãy giụa, sắc mặt hơi tái nhợt, một lúc sau ông ấy chậm rãi quay đầu đi, tay phải nắm chặt lấy tay người phụ nữ váy trắng. Cả người khẽ run lên. Bên dưới, bị lôi kiếp đánh trúng, Diệp Quân không thể cử động được nữa, khẽ nói cha, cô, con thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng con thật sự không thể đánh bại được chúng, khiến mọi người thất vọng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa dứt lời, ý thức của hắn hoàn toàn mơ hồ. Phản Chiêu Đế không cảm xúc nhìn Diệp Quân đã không còn hơi thở nữa, vung tay lên. Yếu như vậy mà không biết tự lượng sức, còn tưởng mình lợi hại lắm. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy trắng bỗng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân, bà ấy nhìn Diệp Quân đã không còn hơi thở nữa, sau đầu lại nhìn Phản Chiêu Đế, khuôn mặt dường như bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh, mọi người đều cảm thấy rùng mình. Bà ấy nổi giận rồi. Sau khi người phụ nữ váy trắng xuất hiện, chủ nhân bút đại đạo lập tức biến sắc mặt, thậm chí còn vô thức muốn trốn chạy. Người phụ nữ váy trắng chợt liếc ông ta một cái rồi nói, tiến một bước là giết ngay. Chủ nhân bút đại đạo. Người phụ nữ váy trắng chậm chậm ngoái lại nhìn Phản Chiêu Đế thì thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Lúc này, Phản Chiêu Đế đã khác hoàn toàn so với trước kia. Bây giờ, cô ta không chỉ dung hợp cuối cùng với ác đạo, mà còn kế thừa toàn bộ tu vi trước kia của vạn thế. Khéo đến tổ của đại đạo thuộc văn minh vũ trụ cấp 10 cũng không làm gì cô ta được. Có thể nói sức mạnh hiện giờ của cô ta đã vượt khỏi giới hạn của mọi văn minh vũ trụ. Phản Chiêu Đế nhìn người phụ nữ váy trắng chằm chằm với vẻ tươi vui, chứ không phải nghiêm nghị như trước kia, ta từng nói chỉ cần có thời gian thì ta sẽ vượt qua bà. Chắc bà không thể ngờ ngày đó lại tới nhanh vậy đúng không? Nói rồi, cô ta nắm chặt bàn tay phải lại. Uỳnh! Một trụ sấm màu đỏ máu phóng ra từ trong người cô ta. Sau đó chui thít vào sâu bên trong tinh hà vũ trụ. Loáng cái, vô vàn số kiếp của cả vũ trụ đều hưởng ứng, sau đó tuôn vào người cô ta như thủy triều. Lúc này, khí tức của cô ta đã không còn từ nào hình dung được. Lúc này, tổ đạo đứng trên hư không cũng có vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có, tổ đạo chợt phát hiện hình như mình bị lợi dụng. Khi cô gái này đến nhờ giúp đỡ, tổ đạo không hề do dự. Vì tu vi của chân thần đúng là đang đe dọa đến y. Đúng.
là đe dọa đến y. Cái được gọi là chúng sinh chỉ như phù vân với y thôi. Sở dĩ y đến đây hoàn toàn vì Từ Chân đã đe dọa đến y. Cũng chính vì thế nên y mới giúp Phản Chiêu Đế, đồng thời loại bỏ hạn chế của cô ta, để các số kiếp ác đạo hỗ trợ cô ta. Nhưng y không ngờ Phản Chiêu Đế chính là ác đạo chính là Phản Chiêu Đế. Hai bên mà kết hợp thì sẽ có thực lực tăng lên gấp nhiều lần. Giờ có thêm sự hỗ trợ của y nữa thì thực lực của Phản Chiêu Đế đã đe dọa nghiêm trọng đến y. Y đã bị người phụ nữ này tính kế. Thiện đạo quá mạnh, không được. Ác đạo quá mạnh, cũng không được. Với tổ đạo như y mà nói thì cân bằng mới là tốt nhất. Khi ác kiếp của vô vàn văn minh vũ trụ giúp sức, uy áp mà Phản Chiêu Đế tỏa ra lúc này đã vượt xa khỏi uy áp khi vạn đạo tề tụ lúc trước. Phản Chiêu Đế nhìn người phụ nữ váy trắng đăm đăm rồi nói, hôm nay, ta sẽ trả hết nỗi nhục khi xưa. Dứt lời, cô ta đã biến mất tại chỗ. Bù. Ngay sau đó, các kiếp số tách nhau ra rồi tấn công người phụ nữ váy trắng. Lúc này, cô ta đã đại diện cho số kiếp của các văn minh. Từ xưa đến nay, đó là những thứ mạnh nhất trong ác đạo. Người phụ nữ váy trắng ở phía xa vẫn rất bình tĩnh. Khi thấy Phản Chiêu Đế lao về phía mình, bà ấy chợt tiến lên một bước. Không biết đã có một thanh kiếm xuất hiện trong tay bà ấy từ lúc nào, sau đó người phụ nữ váy trắng đã xuất hiện ngay trước mặt Phản Chiêu Đế khi cô ta còn chưa kịp phản ứng. Cùng lúc đó, bà ấy đã cắm thanh kiếm xuyên qua mi tâm cô ta. Quỳnh! Phản Chiêu Đế chết đứng tại chỗ, các số kiếp cũng lập tức vỡ nát. Tổ đạo thì xem đến ngây người. Người phụ nữ váy trắng nhìn Phản Chiêu Đế đang gần mình trong gang tấc rồi gần từng chữ, định ra vẻ với ta ư. Nói rồi, bà ấy đánh một phát lên bả vai cô ta. Bụp! Thể xác vỡ nát, linh hồn quỳ gối. Linh hồn của Phản Chiêu Đế cứ thế quỳ xuống. Tổ đạo thấy xong thì như thể tam quan đã thay đổi. Chủ nhân bút đại đạo cũng im lặng. Phản Chiêu Đế quỳ ở đó với vẻ bàng hoàng. Người phụ nữ váy trắng chợt quay đi rồi tiến lại gần Diệp Quân, sau đó cúi xuống bế hắn lên. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo chợt nói, số kiếp và khí vận của hắn rõ ràng đã biến mất hẳn rồi. Người phụ nữ váy trắng ngoảnh lại nhìn ông ta rồi nói, ta làm số kiếp và vận khí của nó biến mất với mong muốn giúp nó mạnh hơn, chứ không phải để nó chết, hiểu chưa? Chủ nhân bút đại đạo nghệt mặt ra. Người phụ nữ váy trắng, cút về hệ Ngân Hà đi. Nếu dám rời khỏi đó nửa bước thì ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi đó. Vâng. Chủ nhân bút đại đạo quay người bỏ đi, loáng cái, ông ta đã quay về hệ Ngân Hà. Khi mới thở phào được một hơi thì có một luồng sức mạnh thần bí giáng từ trên trời xuống chấn áp tu vi của ông ta. Chủ nhân bút đại đạo tái mét mát, xong đời rồi. Kiếp giới. Người phụ nữ váy trắng ngẩng lên nhìn tổ đạo thoáng do dự rồi nói, các hạ. Vạn đạo, vạn linh. Cút. Người phụ nữ váy trắng vừa nói dứt câu thì tổ đạo đã hóa thành cho tàn, quay lại làm một ảo ảnh như trước. Người phụ nữ váy trắng bế Diệp Quân rời đi. Phản Chiêu Đế chợt lên tiếng, bà không giết ta ư. Người phụ nữ váy trắng chẳng thèm ngoái lại mà nói, ngươi không xứng. Phản Chiêu Đế nhìn về phía xa mà không biết nên vui hay buồn. Chờ người phụ nữ váy trắng hoàn toàn biến mất, Phản Chiêu Đế mới chậm chậm đứng dậy rồi cười nói, định lấy ta ra làm thử thách cho cháu bà ư. Được thôi, vậy thì chúng ta cùng chờ xem thằng cháu vô dụng của bà có đấu lại được ta không. Dứt lời, cô ta đã biến mất. Một lát sau, cô ta đã đến một tinh không mênh mông. Lúc này chợt có một giọng nói vang lên trước mặt cô ta đã nói ngay từ đầu rồi, dù dung hợp vạn đạo thì cũng không đánh lại bà ta đâu mà ngươi không tin. Phản Chiêu Đế nhắm mắt lại rồi nói, ta còn thiếu một bước cuối cùng nữa là có thể vượt qua mọi đạo trên thế gian, khi ấy nhất định có thể đấu với bà ta một trận. Giọng nói kia tự ngươi vứt thiện niệm của mình đi nên giờ khiến đại đạo bị thiếu sót, không hoàn hảo, còn trách ai. Phản Chiêu Đế nắm chặt tay thành quyền, sau đó chợt mở mắt rồi gào lên, không giết bà ta thì ta sống kiếp này cũng vô nghĩa. Nói rồi, cô ta lập tức biến mất, cùng lúc đó. Giọng nói của cô ta đã vọng lại, để ta xem ai sẽ thắng ai. Trong tinh không, người phụ nữ váy trắng bế Diệp Quân đi tới trước mặt người đàn ông áo trắng.
Người đàn ông áo trắng đỡ lấy Diệp Quân rồi nhìn hắn, sau đó khẽ nói, Thanh Nhi, ngày xưa ta hận phụ thân mình, nhưng không ngờ có ngày ta cũng trở thành một người như vậy. Nói rồi, ông ấy lắc đầu, nếu không thật sự tuyệt vọng và thất bại thì mai này dù phá thần cũng sẽ có khiếm khuyết, ta không muốn nó đi trên con đường cũ của mình. Người phụ nữ váy trắng không nói gì, mà chỉ vươn tay lau máu trên mặt Diệp Quân. Người đàn ông áo trắng, Thanh Nhi, Vũ Trụ Quan Huyên và Chân Vũ Trụ. Người phụ nữ váy trắng, đã phong ấn hoàn toàn rồi thu vào bên trong thời không đặc biệt của tiểu tháp rồi, chờ nó tự giải phong ấn thôi. Người đàn ông áo trắng gật gù, thế tử cô nương kia. Người phụ nữ váy trắng, rất cứng đầu. Người đàn ông áo trắng thoáng nghi hoặc. Người phụ nữ váy trắng, chuyện tình cảm giữa hai đứa nó, chúng ta không nên tham gia vào. Người đàn ông áo trắng gật đầu, đi thôi, có mấy việc ta phải giải quyết cho tiểu tử này. Vực Cửu Châu. Thần Châu. Hôm nay, tả tộc đang bày tiệc ăn mừng linh đình. Tả Lâu người đứng đầu gia tộc mặc một chiếc trường bào màu đỏ, gương mặt tươi cười sáng láng. Tại sao ông ta lại vui như vậy? Vì vừa nãy, ông ta mới nhận được một tin, đó là Sáng Thế Đạo Điện đã đánh một trận với Vũ Trụ Quan Huyên và Sáng Thế Đạo Điện đã toàn thắng, Diệp Quân thì chết trận, Vũ Trụ Quan Huyên và Chân Vũ Trụ đã biến mất. Đúng vậy, Vũ Trụ Quan Huyên cùng Chân Vũ Trụ đã bị xóa sổ. Sáng Thế Đại Điện đại thắng. Thú thực là nghe tin này xong, ông ta đã thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng bấy lâu cuối cùng đã được gỡ bỏ. Lúc trước, ông ta dẫn cả gia tộc trốn chạy với tâm trạng luôn thấp thỏm lo sợ. Vì thực lực mà người phụ nữ váy trắng thể hiện trước đó quá khủng khiếp. Ông ta sợ Diệp Quân sẽ đến trả thù, nhưng không ngờ Diệp Quân đã đến kiếp giới và bị Sáng Thế Đạo Điện tiêu diệt. Bây giờ, Diệp Quân đã chết, Chân Vũ Trụ và Vũ Trụ Quan Huyên thì biến mất hẳn rồi. Giờ thì họ có thể ăn no ngủ kỹ rồi. Điều quan trọng nhất là họ đã bám vào được Sáng Thế Đạo Điện. Có sự giúp đỡ của họ thì chắc chắn gia tộc họ Tả sẽ còn huy hoàng hơn thời tổ tiên dẫn dắt. Cái tên Tả Lâu sẽ lên một tầm cao mới. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Tả Lâu càng rạng rỡ hơn, cứ tưởng người phụ nữ váy trắng kia giỏi giang thế nào, nhưng khi đánh với Sáng Thế Đạo Điện lại không dám xuất hiện, đúng là nực cười. Ông ta vừa nói dứt câu thì có một nam một nữ chậm chậm đi từ ngoài cổng phủ đệ vào. Người đàn ông mặc áo bạch sam, còn người phụ nữ mặc váy trắng. Nhìn thấy hai người đó, các cường giả của Tả tộc đều không biết là ai. Tả Lâu ngồi ở trên cùng vươn người dậy, sau đó nhìn chằm chằm vào hai người kia. Cùng với đó, các cường giả đỉnh cao của Tả tộc cũng xuất hiện ở xung quanh, họ cũng nhìn chằm chằm vào hai người vừa đến với vẻ đề phòng, đồng thời vận khí trở ra tay. Tả Lâu nhìn người phụ nữ váy trắng với tâm thế đề phòng, sau đó ngưng cười rồi nói, ta đã thông báo cho Sáng Thế Đạo Điện rồi, họ sẽ đến ngay. Người phụ nữ váy trắng chỉ bình tĩnh nhìn ông ta. Tả Lâu chợt có vẻ hung dữ, sau đó lấy một tấm lệnh bài màu đen ra bóp nát. Một luồng ánh sáng đen bay từ tấm lệnh bài lên cao, sau đó có một ảo ảnh ngưng tụ, cùng với đó là các khí tức mạnh mẽ lan ra. Gọi tổ tiên. Khi nhìn thấy người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng, Tả Lâu biết ngay có chuyện rồi nên mới gọi tổ tiên ngay. Mẹ kiếp. Hỏng ăn rồi, trông thấy Tả Lâu gọi tổ tiên, các cường giả của gia tộc đều hoang mang, không biết hai người vừa đến là thần thánh phương nào mà trưởng tộc phải làm như vậy. Chẳng mấy chốc, mọi người ở đây đã cảm nhận thấy một luồng uy áp huyết mạch khủng bố. Đây là uy áp từ lão tổ nhà họ. Tất cả cường giả của Tả tộc đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tả Lâu cũng vậy, luồng uy áp đến từ sâu thẳm huyết mạch khiến ông ta không chịu nổi. Nhưng lại chẳng thể phản kháng. Sau đó, có một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trong ánh sáng đen phía chân trời, lão ta chắp tay sau lưng với vẻ bình thản, nhưng vẫn đầy uy nghi. Đó chính là Tả Lương lão tổ của nhà họ Tả. Tả Lương nhìn đám con cháu đang quỳ phía dưới, sau đó lại nhìn sang người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng. Khi trông thấy hai người đó, lão ta nhíu mày, vì không thể cảm nhận được đối phương. Chuyện này là sao? Tả Lương nhìn chằm chằm vào hai người đó với vẻ nghi hoặc, nhưng lão ta rất nhanh đã bình tĩnh lại rồi nói, chào hai vị, ta là Tả Lương.
Người đàn ông áo trắng hơi ngẩn ra rồi cười nói, chưa nghe tên bao giờ. Tả Lương híp mắt lại với vẻ lạnh lùng, chưa nghe đến tên ta ư. Người đàn ông áo trắng gật đầu. Tả Lương bình tĩnh nói, xem ra hai vị chưa tiếp xúc với tầng lớp cao rồi. Người đàn ông áo trắng. Tả Lương nói tiếp, thế đã nghe đến văn minh vũ trụ cấp 9 chưa? Người đàn ông áo trắng gật đầu, rồi. Tả Lương cười khẩy, thế mà lại không biết ta, người có biết ở đó, ta là. Đừng phí thời gian với lão nữa, người phụ nữ váy trắng chợt kéo người đàn ông áo trắng ra sau rồi phất ống tay áo. Bù! Một đường kiếm quang đã xuyên qua mi tâm Tả Lương. Lão ta còn chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ váy trắng lại phất ống tay áo tiếp, đầu của các cường giả nhà họ Tả đã bay lên cao, máu tươi bắn ra tung tóe. Xong xuôi, người phụ nữ váy trắng kéo người đàn ông áo trắng rời đi. Ngoài Tả Nhạn ra, cả Tả tộc đã diệt vong. Bàn Châu. Hôm nay, đột nhiên có một người đàn ông và một người phụ nữ đi vào phủ của bàn tộc. Họ vừa vào thì có một người ra tiếp. Đó chính là cậu thiếu niên Lâm Lập từng cùng rời khỏi trấn Cửu Châu với Diệp Quân. Khi Lâm Lập nhìn thấy người đàn ông thì sững người rồi hỏi, tiền bối là cha của Diệp ca ạ. Người đàn ông áo trắng cười hỏi, sao cậu biết? Lâm Lập hào hứng đáp, vì hai người rất giống nhau. Người đàn ông áo trắng bật cười. Lâm Lập nói tiếp, hai người đến tìm Diệp ca ạ. Giờ huynh ấy không ở đây, còn đi đâu thì ta không biết. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, chúng ta không đến tìm nó, mà là có việc khác. Lâm Lập, vậy để ta vào trong thông báo, hai vị chờ một chút. Dứt lời, y quay người định đi vào trong thông báo, nhưng người đàn ông áo trắng chợt nói, không cần đâu. Nói rồi, ông ấy kéo người phụ nữ váy trắng đi vào bên trong bàn phủ, khi đi qua người Lâm Lập thì người đàn ông áo trắng chợt dừng bước. Sau đó nhìn thanh kiếm y dắt ở thắt lưng rồi nói, ngươi cũng là một kiếm tu à? Lâm Lập, vâng, khi Diệp ca đi đã dạy ta một chiêu kiếm kỹ vô cùng lợi hại tên là Trảm Thiên Bạt Kiếm do huynh ấy tự tạo ra. Diệp ca đúng là thiên tài. Từ sau khi học thuật này, thực lực của Lâm Lập đã tăng lên rất nhiều. Vì thế, y cảm thấy rất khâm phục Diệp quân. Tự tạo. Người đàn ông áo trắng nghe xong thì phì cười, nó bảo mình tự tạo ra thật à? Vâng, Lâm Lập gật đầu. Người đàn ông áo trắng cười nói, da mặt nó dày thật đó, ha ha. Lẽ nào không phải do Diệp huynh sáng tạo ra ạ? Lâm Lập hoài nghi hỏi. Người đàn ông áo trắng gật đầu rồi nghiêm túc nói, thật ra người đó là ta. Người phụ nữ váy trắng. Lâm gập gãi đầu, sau đó cười nói, hai người là cha con thì ai sáng tạo ra cũng vậy thôi. Người đàn ông áo trắng, nói cũng đúng. Sau đó, ông ấy điểm một cái, có một luồng kiếm khí đã chui vào mi tâm Lâm Lập. Lâm Lập trợn tròn mắt, vì có rất nhiều thông tin dội vào thức hải của y. Người đàn ông áo xanh cười nói, đây là một truyền thừa, còn thu nhận được bao nhiêu thì phải xem trình độ của ngươi. Nói rồi, ông ấy kéo người phụ nữ váy trắng đi vào trong bàn phủ. Lâm Lâm thì đã nghệt mặt ra. Truyền thừa trong luồng kiếm khí ấy đã thay đổi hết nhận thức của y về kiếm đạo cùng võ đạo. Sau khi phản ứng lại, Lâm Lập chợt quay vào trong phủ rồi bái lạy. Bàn Chấn đang ngồi ở ghế chủ tọa trong phủ. Khi nhìn thấy nhóm người phụ nữ váy trắng đi vào, ông ta chợt nói, đến rồi đấy. Ông ta không hề thấy ngạc nhiên, vì trực giác cho ông ta biết ngày này sớm muộn cũng tới. Khi ông ta quay về bàn tộc và biết chuyện do Bàn Lăng gây ra, ông ta đã thấy vô cùng tự trách và hối hận. Do ông ta không dạy dỗ con gái đến nơi đến chốn. Thật ra ông ta thấy Bàn Lăng để Diệp Quân đi cũng không phải một quyết định sai, dẫu sao Bàn Lăng cũng còn trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Chuyện này với Bàn tộc mà nói có thể coi là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng Bàn Lăng lại chọn giúp đỡ Sáng Thế Đạo Điện để hại Diệp Quân thì đúng là quá sai lầm. Dù gì Bàn tộc và Diệp Quân cũng là chỗ thân tình. Hơn nữa, khi Vũ Châu ra tay với Bàn Lăng, Diệp Quân còn giúp đỡ. Có thể nói Diệp Quân là ân nhân cứu mạng của Bàn Lăng, cho nên hành vi của Bàn Lăng chính là lời oán báo ơn. Vậy là nhân phẩm có vấn đề. Làm người có thể không tài giỏi, nhưng phải có nhân phẩm và đạo đức.
Người đàn ông áo trắng nhìn Bàn Chấn một lúc rồi nói, ân là ân, thù là thù, các hạ từng dẫn con trai ta rời khỏi nơi đó thì coi như con ta nợ các hạ một ân tình. Giờ nó đang không rảnh nên người làm cha như ta sẽ trả hộ. Nói rồi, ông ấy xòe tay ra, một chiếc nhẫn đã bay đến gần Bàn Chấn. Bàn Chấn nhìn chiếc nhẫn đó mà thót tim, nhưng ông ta không nhận, mà đứng dậy hành lễ với người đàn ông áo trắng, các hạ có thể tha cho tộc ta được không? Người đàn ông áo trắng lắc đầu, sau đó kéo người phụ nữ váy trắng rời đi. Khi họ vừa đi thì đã có vô số cường giả trong Bàn tộc bỏ mạng. Bàn Chấn trầm ngâm một lát rồi ngồi xuống ghế, sự lo lắng cuối cùng đã biến mất. Kết quả này là rất nhân từ rồi. Vũ Châu. Người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng vừa đến và định vào trong phủ thì có một cô gái đi ra. Cô gái này chính là Nhạc Liễu từ trấn Cửu Châu ra ngoài. Nhạc Liễu nhìn thấy hai người thì hơi ngẩn ra, sau đó nói với người đàn ông áo trắng, ông là gì của Diệp Quân? Cha, người đàn ông áo trắng đáp. Nhạc Liễu lập tức biến sắc mặt. Người đàn ông áo trắng nói, cô là bạn nó à? Nhạc Liễu lắc đầu, không. Đồng thời cũng âm thầm phòng bị. Cô ấy biết quan hệ giữa Vũ Châu và Diệp Quân, vì cách đây không lâu, Hoè Hầu Vũ Châu chủ đã dẫn các cường giả đỉnh cấp của tộc đi giết Diệp Quân. Lúc này mà cô ấy nhận là bạn của Diệp Quân thì có khác gì tự sát chứ? Nghe thấy thế, người đàn ông áo trắng gật đầu rồi không nói gì nữa. Sau đó dẫn người phụ nữ váy trắng đi vào trong phủ. Thấy họ đi vào trong, Nhạc Liễu thoáng hoài nghi, vì không biết họ đến làm gì. Lúc này, Hoè Hầu đang ngồi trong viện, khi nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, ông ta tái mặt là bà. Người đàn ông áo trắng vừa định lên tiếng thì thấy người phụ nữ váy trắng phất ống tay áo một cái, cường giả trong cả phủ đệ đã mất mạng. Kể cả Hoè Hầu. Không một câu dư thừa. Người phụ nữ váy trắng kéo người đàn ông áo trắng rời đi, bà ấy không muốn lãng phí thời gian. Khi họ rời khỏi Bàn tộc, Nhạc Liễu đã khuỵu xuống. Vì cô ấy đứng bên ngoài nên đã tận mắt tổng thấy mọi người bỏ mạng, kể cả Hoè Hầu. Thấy hai người kia đi ra, cô ấy như nhìn thấy ma nên vô cùng sợ hãi. Người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng mặc kệ Nhạc Liễu, nếu cô ấy không phải bạn của Diệp Quân thì đương nhiên không đáng để họ phí thời gian. Nhạc Liễu ngã khuỵu với vẻ mờ mịt. Chỗ dựa lớn nhất của cô ấy mất rồi. Giờ cô ấy phải đi đâu về đâu đây? Một lát sau, cô ta đứng dậy rồi nghĩ đến một nơi. Vũ Châu. Không lâu sau, người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng đã đi đến gia tộc Hách Liên. Gia tộc Hách Liên. Các cường giả của gia tộc Hách Liên đều đang tề tựu trong đại điện, ngồi ở ghế đầu chính là Hách Liên Vũ gia chủ của gia tộc Hách Liên. Hách Liên Vũ nắm chặt một bức mật thư trong tay, sắc mặt ông ta hơi nhợt nhạt, vẻ mặt thì thẫn thờ. Các cường giả ở phía dưới thấy thế thì đều có vẻ hồ nghi. Lúc này, Hách Liên Vũ chợt lên tiếng, ta vừa nhận được tin Sáng Thế Đạo Điện và Vũ Trụ Quan Huyên đã đánh nhau. Vũ Trụ Quan Huyên và Chân Vũ Trụ đã hoàn toàn biến mất rồi, chắc đã bị tiêu diệt. Nghe nói, Diệp công tử kia đã bỏ mạng và Sáng Thế Đạo Điện thì toàn thắng. Ông ta vừa nói dứt câu thì mọi người ở đây đều nghệt mặt ra, không ai nói được tiếng nào. Sau đó, Hách Liên Kỳ run rẩy nói, phụ thân, hắn chết rồi ư. Hách Liên Vũ gật đầu với vẻ phức tạp. Hách Liên Kỳ tái mét mặt, trong đầu cô ta chợt hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Diệp Quân. Cô ta không ngờ thiếu niên kiếm tu hăng hái đó đã chết rồi. Hách Liên Phu chợt lên tiếng, trưởng tộc, người phụ nữ váy trắng không ra tay ư. Hách Liên Vũ lắc đầu, hình như không, trận đánh đó quá khốc liệt nên người mình không tiến lại gần được. Nhưng tóm lại là Vũ Trụ Quan Huyên và Chân Vũ Trụ đã biến mất là sự thật. 2. Nghe thấy thế, Hách Liên Phu cau mày lại. Hách Liên Vũ liếc nhìn mọi người rồi hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy trầm giọng nói, cậu Diệp đã bị giết, Vũ Trụ Quan Huyên bị tiêu diệt. Tiếp theo đây chắc chắn Sáng Thế Đạo Điện sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các vị trưởng lão. Chúng ta có thể chết, nhưng gia tộc Hách Liên không thể bị diệt trừ như vậy được. Chúng ta phải lập tức chọn ra các đệ tử giỏi để cho chúng chạy trước. Dứt lời, ông ta lại ngồi xuống, trong lòng nặng trĩu cảm giác chán nản và tuyệt vọng. Lần này, nhà họ xong thật rồi.
Các trưởng lão nghe thấy thế xong thì mặt ai nấy đều xám như cho tàn, ai cũng tỏ vẻ tuyệt vọng. Lần này thì bọn họ xong đời thật rồi. Họ không ngờ sáng thế đạo điện lại khủng khiếp như vậy, tiêu diệt được cả vũ trụ quan huyên luôn. Đúng lúc này, chợt có một trưởng lão chạy vào rồi run giọng báo, trưởng tộc, có hai người đến ạ. Đến nhanh thế à? Hách Liên Vũ đứng dậy, sau đó nhìn xuống các vị trưởng lão với vẻ kiên định, các vị, chuyện đến nước này thì đúng hay sai không còn quan trọng nữa. Chúng ta có thể chết, chứ không chịu nhục, mong các vị hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với ta. Chiến đấu đến hơi thở cuối. Các trưởng lão đồng loạt đứng dậy với ánh mắt kiên định, không chút sợ sệt. Gia tộc bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Họ sẽ không hèn nhát. Sau đó, một trưởng lão chợt nói, mẹ kiếp, có chết cũng phải ngẩng cao đầu. Nói rồi, ông ấy đốt cháy thể xác cùng linh hồn của mình, sau đó lao ra ngoài đại điện. Ông ấy vừa ra đến ngoài thì đã thấy có một người đàn ông áo trắng cùng một người phụ nữ váy trắng, ông ấy tức tối quát, ta sẽ liều với các người. Nói xong, ông ấy đã tự bùng phát sức mạnh. Thấy một ông lão lao đến mình như quả cầu lửa, người đàn ông áo trắng chợt ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ váy trắng lập tức điểm một cái, ngay sau đó ông lão kia đã bị trấn áp tại chỗ, ngọn lửa đang bốc cháy trên người cũng tan biến. Ông lão nghệt mặt ra rồi trừng mắt, đừng tưởng mình mạnh mà ta sợ. Người đàn ông áo trắng. Hách Liên Thiếu, đừng thô lỗ. Đúng lúc này chợt có một tiếng quát vang lên, ngay sau đó Hách Liên Vũ và các cường giả khác đã đi ra. Ông lão tên là Hách Liên Thiếu đã bình tĩnh lại. Hách Liên Vũ vội nói, lão thất, đây là người mình. Nói xong, ông ta nhìn về phía người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng, sau đó hành lễ tham kiến hai vị tiền bối. Người đàn ông áo trắng cười nói, trưởng tộc Hách Liên đừng đa lễ. Hách Liên Vũ thoáng do dự rồi nói, hai vị đến đây để. Người đàn ông áo trắng, trước đó, con trai ta đã được các vị giúp đỡ, nay hai chúng ta đến đây để cảm ơn gia tộc Hách Liên. Người phụ nữ váy trắng chợt xòe tay ra, ngay sau đó tất cả mọi người trong gia tộc Hách Liên đều biến thành các ánh sáng trắng rồi bay lên trời. Tiếp theo, họ xuyên qua vô vàn vách ngăn của vũ trụ. Gia tộc Phi Thăng. Họ đã tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9. Khi họ sắp tiến vào văn minh vũ trụ này thì có một giọng nói cổ xưa vang lên, ai dám làm nhiễu loạn trật tự vũ trụ. Người phụ nữ váy trắng ở bên dưới ngẩng lên quát biến. Giọng nói kia tỏ vẻ kinh hãi, tại hạ xin vâng. Giọng nói cùng khí tức của mình lập tức biến mất dạng. Vách ngăn giữa văn minh vũ trụ cấp 8 và cấp 9 đã bị phá vỡ, cả gia tộc Hách Liên đã tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9. Không chỉ vậy, trong thức hải của họ còn có thêm một truyền thừa thần bí. Từ nay trở đi, văn minh vũ trụ cấp 9 đã có thêm một gia tộc lớn mạnh. Hơn nữa, người đứng sau gia tộc này còn là một nhân vật mạnh siêu cấp. Vực Cửu Châu, người phụ nữ váy trắng nhìn sang người đàn ông áo trắng rồi nói, đi thôi. Người đàn ông áo trắng thoáng lưỡng lự. Người phụ nữ váy trắng ngẩng lên nhìn vũ trụ trên cao rồi bình tĩnh nói, cứ kệ họ. Người đàn ông áo trắng gật đầu, sau đó kéo người phụ nữ váy trắng rời đi. Có một ông lão đang dắt một cô gái chật vật bước đi trên sa mạc hoang vu. Ông lão mặc bộ đồ bằng vải thô, bờ vai rộng, làn da đen nhẻm, mặt dính đầy cát, ngoài ra còn vác một cái túi vải trên vai. Cô gái đi bên cạnh ông ấy trông chỉ 17, 18 tuổi. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tuy dung nhan không thuộc hàng tuyệt sắc, nhưng vẫn có đường nét mỹ lệ. Họ càng đi thì gió bụi càng lớn, hai người thậm chí không mở nổi mắt, cô gái chợt nói, ông ơi, hay mình nghỉ một lát đi ạ. Ông lão híp mắt nhìn nền trời rồi lắc đầu, không được, trời sắp tối rồi, chúng ta buộc phải rời khỏi đây trước khi trời tối, không thì bão cát mà tới thì chúng ta sẽ chết ở đây đấy. Cô gái gật đầu, sau đó đi tới gần ông lão, giơ hai tay lên đỡ cái túi, ông ơi, cháu giúp ông. Ông lão nhìn cô rồi mỉm cười, ngoan. Cứ thế, hai ông cháu đi thêm nửa canh giờ nữa thì gió bụi càng lớn hơn, họ gần như không mở nổi mắt. Đúng lúc này, cô gái chợt chỉ lên trước rồi cuống lên nói, ông ơi, ông nhìn đằng kia kìa.
Ông lão nhìn theo phía cô gái chỉ thì thấy có một người đàn ông đang nằm ở gần đó, không biết còn sống hay đã chết. Ông ấy cau mày nói, kệ họ, mình đi thôi. Dứt lời, ông ấy cất bước đi tiếp. Có người chết ở sa mạc là chuyện hết sức bình thường. Đúng lúc này, cô gái lại nói, ông ơi nhìn kìa, người ta vẫn động đậy, chắc còn sống đấy. Nói rồi, cô ta chạy luôn qua. Thấy thế, ông lão cuống lên, nhà đầu. Dứt lời, ông ấy cũng chạy theo. Cô gái chạy đến gần người đàn ông thì thấy đúng là người này vẫn cử động. Sau khi nhìn thấy diện mạo của người này thì cô ta hơi ngẩn ngơ. Tóc của người đàn ông bù xù, nhưng gương mặt lại rất tuấn tú, song lại không có tay. Người đàn ông không mở mắt, cổ họng chỉ phát ra được một tiếng khàn khàn, nước. Nghe vậy, cô gái vội lấy bình nước ở thắt lưng ra mở rồi quỳ xuống cạnh người đàn ông, sau đó đổ nước vào miệng hắn. Không biết người này đã chịu khát bao lâu nên uống rất nhiều, hình như do uống vội quá nên bị sặc và ho khù khụ. Cô gái nhanh chóng vỗ ngực cho hắn rồi nói, uống từ từ thôi. Một lát sau, người đàn ông mở mắt ra. Khi nhìn thấy cô gái, hắn ngơ ngác hỏi, đây là đâu? Cô gái, sa mạc tử vong. Sa mạc tử vong. Người đàn ông cau mày, vì hắn không có ấn tượng gì với nơi này. Lúc này, ông lão chợt nói, nhà đầu, gió cát lớn lắm rồi, chúng ta mau đi thôi. Tiểu thiện nhìn người đàn ông rồi hỏi, người có đi được không? Người đàn ông nhìn gió cát ở phía xa, đương nhiên hắn biết nếu không đi thì chỉ có nước bị chôn vùi ở đây. Hắn gật đầu, sau đó vô thức muốn ngồi dậy. Nhưng ngay sau đó đã phát hiện đôi tay của mình đã mất. Hắn ngẩn ra. Sau đó, vô vàn ký ức dội về như thủy triều. Một lát sau, sắc mặt của hắn chợt tái nhợt. Hắn như nghĩ ra điều gì đó nên định đứng dậy, nhưng vì không có tay nên không làm được. Cô gái bên cạnh thấy thế thì vội đỡ hắn. Người đàn ông như cảm nhận được điều gì đó nên nhìn ngay xuống eo mình, ở đó có một thanh đoản kiếm cùng một cái tháp nhỏ vỡ nát. Phần đầu còn thiếu một góc. Thấy thế, người đàn ông run rẩy nói, tháp ra. Người này chính là Diệp Quân. Hắn nhanh chóng thử liên hệ với tháp ra và tiểu hồn, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cả hai đều không có phản ứng gì, mà rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Hắn định thử điều động tu vi, nhưng sau đó mi tâm lại hiện lên một chữ ác màu đỏ máu. Khi chữ đó xuất hiện, tu vi mà hắn vận chuyển đã bị trấn áp. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội truyền tới, đầu hắn đau như búa bổ, sau đó cả người ngã khuỵu, đầu nghiêng sang một bên và ngất xỉu. Thấy thế, cô gái ngỡ ngàng. Nhà đầu, bão cát sắp bắt đầu rồi. Ông lão trầm giọng nhắc nhở. Cô gái nhìn về phía xa thì thấy bão cát đang tới, vừa hay hướng đúng về phía bọn họ. Cô ta lập tức tái mặt. Ông lão không nói gì nữa mà kéo cô gái chạy luôn. Nhưng cô ta lại thuận thế nâng chân của Diệp Quân lên. Ông lão bực mình mắng, cháu làm gì thế hả? Cô gái mỉm cười, ông ơi, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phủ đồ, mình cứu hắn đi. Ông lão vừa chạy vừa nói, nhà đầu, hắn chỉ cản đường mình thôi, cháu mau thả hắn ra, không là ông giận đấy. Cô gái thoáng do dự rồi nói, ông ơi, nhưng làm vậy thì lương tâm cháu không cho phép. Ông lão tức giận mắng, cháu kéo hắn, ông kéo cháu thì ông kiệt sức mất. Cô gái le lưỡi nói, ông ơi, tên này trông đẹp trai lắm, mình cứu hắn đi mà. Bão cát còn cách mình xa chán. Ông lão tức nổ phổi, phản thiện. Không biết bao nhiêu lâu sau, Diệp Quân cảm thấy toàn thân ấm áp, hắn chậm chậm mở mắt ra thì đập luôn vào mắt là ánh mắt trời chói lòa nên lại nhắm ngay mắt lại. Lúc này, đầu hắn nặng như chì. Cứ thế. Lại không biết bao lâu sau, khi đầu hắn nhẹ hơn thì hắn mới lại mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh nắng, trong tầm mắt hắn xuất hiện các căn nhà sàn, trong đó có vài cái đang bốc khói nghi ngút. Diệp Quân cảm thấy nghi hoặc, không biết đây là nơi nào. Tỉnh rồi à? Đúng lúc này chợt có một giọng nói trong sáng vang lên. Diệp Quân ngoảnh lại nhìn thì thấy có một đôi mắt đen to tròn. Đây chính là cô gái mà hắn gặp trong sa mạc lúc trước. Diệp Quân vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng đôi tay trống không, thêm tu vi đã bị phong ấn nên nhất thời khiến hắn không thích ứng được.
vùng vằng một hồi, cuối cùng hắn vẫn không ngồi dậy nổi. Cô gái vội đỡ hắn ngồi dậy, sau đó đỡ hắn ra ngồi ở cái ghế dài bên cạnh. Diệp Quân dựa người vào tường rồi thở dài một hơi, sau đó nói với cô gái, cảm ơn cô đã cứu ta. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, là ông nội ta cứu người đấy. Diệp Quân, cảm ơn cả hai. Cô gái xua tay, không có gì. Diệp Quân nhìn quanh thì thấy đây hình như là một trấn nhỏ, xung quanh là các ngôi nhà treo chẳng chịt nhưng rất đẹp mắt. Diệp Quân tò mò hỏi, cô nương, đây là nơi nào? Cô gái cười đáp, ta là Phản Thiện, người có thể gọi ta là Tiểu Thiện, đây là Biên Hoang. Nói rồi, cô ta nhìn Diệp Quân, người tên gì? Từ bên ngoài tới hả? Diệp Quân, ta là Diệp Quân, ta cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Phản Thiện chớp mắt nói, người không biết ư? Diệp Quân gật đầu. Ký ức cuối cùng của hắn dừng lại ở khoảng khắc hắn thi triển kiếm cuối với ác đạo. Ác đạo. Phản Chiêu Đế. Diệp Quân hít sâu một hơi. Chân Tỷ sao rồi? Vũ Trụ Quan Huyên nữa. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong đầu hắn có rất nhiều điều nghi vấn. Tiếc là Tháp Gia và Tiểu Hồn đều đã ngủ say. Sau đó, bụng Diệp Quân vang lên tiếng ục ục. Hắn chợt thấy lúng túng. Đói rồi. Bây giờ, tu vi của hắn đã bị sức mạnh còn sót lại Phản Chiêu Đế phong ấn, thành ra hắn đã như người bình thường. Phản Thiện nhìn bụng của Diệp Quân, sau đó cười hỏi, ngươi đói hả? Nói rồi, cô ta lấy một bắp ngô ra đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân theo bản năng muốn nhận lấy, nhưng lại chợt phát hiện mình không có tay. Phản Thiện cũng nhận ra điều đó nên thoáng ngại ngùng nói, xin lỗi. Nói xong, cô ta đưa bắp ngô đến gần miệng Diệp Quân, ta đút cho ngươi ăn. Diệp Quân cảm kích nhìn Phản Thiện, sau đó cắn một miếng. Phản Thiện cười nói, Diệp Quân, ăn từ từ thôi, ta vẫn còn mà. Diệp Quân mỉm cười không nói gì, sau đó tiếp tục ăn, hắn thực sự đang rất đói. Một lát sau, hắn đã ăn hết bắp ngô. Phản Thiện vội lấy một bình nước lớn ra rồi rót vào một cái gáo rồi đưa đến bên miệng Diệp Quân, mau uống đi, đừng để bị nghẹn. Diệp Quân lại cảm kích nhìn cô ta, sau đó bắt đầu uống từng ngụm nước lớn. Hắn uống nước xong, Phản Thiện để cái gáo sang một bên, sau đó lấy một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện Diệp Quân, hỏi chắc chắn ngươi từ bên ngoài tới, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừm. Phản Thiện hào hứng hỏi tiếp, bên ngoài có vui không? Diệp Quân thoáng tò mò, đây là nơi nào, Phản Thiện, Biên Hoang. Diệp Quân, Biên Hoang là nơi nào? Phản Thiện chớp mắt, là Biên Hoang chứ nơi nào? Diệp Quân. Phản Thiện, ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải đi nấu cơm cho ông nội, nấu xong thì ta sẽ gọi ngươi. Dứt lời, cô ta đứng dậy rồi rời đi. Diệp Quân dựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại, tu vi của hắn chưa biến mất, mà là bị phong ấn. Hắn thấy sức mạnh phong ấn tu vi của mình rất quen, đó chính là sức mạnh của Phản Chiêu Đế và ở ngay mi tâm hắn. Diệp Quân hít sâu một hơi rồi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hắn ngẩng lên nhìn về phía chân trời bị dáng chiều nhuộm đỏ. Trận đánh lúc trước đã khiến hắn nhận ra rằng thì ra nhiều lúc sống trên đời, không phải cứ cố gắng là sẽ có thành quả. Đôi lúc, dù mình đã cố hết sức thì vẫn trắng tay. Đó là sự thật. Lần này với hắn mà nói chính là thất bại hoàn toàn. Hắn chưa từng thất bại như vậy. Diệp Quân tiêu nghỉu, nhưng không lâu sau, ánh mắt đã trở nên kiên định. Thất bại thì sao, không lẽ hắn cứ thế nhận thua ư? Không. Hắn hít sâu một hơi, quyết định sẽ không nhận thua như vậy. Ngay đến ông nội cùng cha hắn cũng đã từng trải qua bao lần tuyệt vọng và thất bại chứ. Họ có bỏ cuộc không? Không hề. Nếu giờ hắn bỏ cuộc chỉ vì một lần thất bại thì mới là đồ vô dụng. Ngã xuống thì đứng dậy thôi. Chỉ cần vẫn còn sống thì hắn sẽ không bao giờ nhận thua. Ánh mắt Diệp Quân dần trở nên kiên định. Đúng lúc này, giọng nói của Phản Thiện lại vang lên, Diệp Quân. Diệp Quân bừng tỉnh trong suy nghĩ, sau đó ngoái đầu nhìn về phía lối vào thì thấy Phản Thiện mặc tạp dề. Tay cầm một cái gáo đang mỉm cười nhìn mình, ăn cơm thôi, mau lên.
Diệp Quân gật đầu, ừm. Nói xong, hắn đứng dậy đi lên nhà sàn. Ngôi nhà sàn này thật sự rất lớn, có đến 4 gian phòng. Khi hắn đi vào bếp thì thấy có một ông lão với vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi hút thuốc. Đó chính là ông nội của Phản Thiện. Thấy Diệp Quân đi vào, ông lão nhìn hắn rồi hút thuốc tiếp. Phản Thiện dọn cơm, sau đó cười nói với Diệp Quân, ngồi đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi tới bàn ăn rồi chào hỏi với ông lão, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Xong, ông lão chỉ nhìn hắn chứ không nói gì. Phản Thiện, ông bảo đừng khách sáo. Ông lão. Diệp Quân lại nói với Phản Thiện, cảm ơn hai người. Phản Thiện cầm đũa đưa cho Diệp Quân rồi lại rụt về ngay, xin lỗi. Diệp Quân, không sao. Nói xong, hắn cũng thấy hơi chán nản. Đôi tay của hắn bị mất rồi. Tu vi cũng bị phong ấn. Điều này có nghĩa là trước khi phong ấn được gỡ, hắn không thể khôi phục thể xác được. Đúng là đau đầu. Ông lão chợt nói, ngươi tên là Diệp Quân hả? Diệp Quân, vâng. Ông lão, từ ngoài tới. Diệp Quân gật đầu, vâng. Ông lão lại im lặng nhìn hắn. Trên người ông lão có một luồng uy áp, nhưng với Diệp Quân mà nói thì đương nhiên không có tác dụng gì. Vì uy áp của các cường giả mà hắn từng gặp mạnh hơn nhiều. Một lát sau, ông lão quay đi, sau đó gõ cái tẩu thuốc rồi nói, ngươi không biết nơi chúng ta đang sống đúng không? Diệp Quân, ta không biết gì hết. Ông lão, ăn cơm xong thì chắc cũng chưa tối, vừa hay có thể đi được rồi. Quả nhiên là ông ta muốn đuổi Diệp Quân đi. Diệp Quân thoáng do dự rồi nói, ta ở lại được không? Ông lão lập tức nhăn mặt, mẹ kiếp, ông ta đánh giá sai về độ dày da mặt của tên này rồi. Ông ta đã nói đến vậy mà hắn vẫn dám thốt ra câu đó. Da mặt dày đến đâu đây? Phản Thiện cười nói, được mà, ông nội ta là người tốt. Ban nãy ông còn bảo với ta trông ngươi sáng sủa như vậy thì chắc nhân phẩm cũng được. Chúng ta có thể giúp ngươi. Ông lão cạn lời luôn. Diệp Quân nhìn ông ta rồi hành lễ, cảm ơn tiền bối. Ông lão càng nhăn mặt hơn. Sao cháu gái ông ta lại đi giúp người ngoài thế này? Ông lão gõ tẩu thuốc rồi buồn bực đứng dậy bỏ đi. Phản Thiện vội nói, ông ơi, ông đã ăn cơm đâu? Ông lão, no rồi. Ông lão đi tới cửa thì dừng lại. Sau đó lườm Phản Thiện tức đến no luôn. Dứt lời, ông ta đi luôn. Phản Thiện le lưỡi, sau đó ngồi xuống cạnh Diệp Quân, ông nội tốt lắm, chẳng qua thấy ngươi có lai lịch bất minh nên mới để phòng thôi. Diệp Quân, cô không sợ ta là người xấu à? Phản Thiện chợt giơ cái gáo trong tay lên rồi nghiêm túc nói, ta đã luyện được mấy chiêu với Chu sư phụ, ngươi mà là người xấu thì ta gõ cho ngươi xương đầu ngay. Diệp Quân. Phản Thiện cười nói tiếp, ta đút cho ngươi ăn nhé. Diệp Quân lại thấy ngại ngùng. Phản Thiện, nào, chỉ là đút ăn thôi mà, ta cho ăn suốt có sao đâu. Diệp Quân, sau đó nhờ Phản Thiện mà hắn đã ăn no. Phản Thiện dọn dẹp xong thì chợt nhớ ra chuyện gì đó nên nói với Diệp Quân, à, nghe nói hôm nay có người ở ngoài sắp đến tiểu trấn. Ngươi muốn đi xem không? Diệp Quân, bên ngoài có người ư? Phản Thiện gật đầu, ừ, chúng ta đi xem đi. Nói xong, cô ta bỏ cái rẻ lau xuống rồi kéo góc áo Diệp Quân lôi đi. Diệp Quân. Tiểu trấn này không lớn, bên trong toàn là nhà sàn, dân số chỉ khoảng vài nghìn người, thi thoảng mới thấy một điện đường bằng đá thô sơ. Nhưng Diệp Quân phát hiện người ở trấn này đều không có tu vi. Xong, hắn thấy vài người đàn ông có khí tức võ giả, rõ ràng họ chỉ tu luyện thể xác đơn thuần. Chứ chưa chạm đến cấp khí. Diệp Quân bị Phản Thiện lôi tới lối vào của tiểu trấn, hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy có một con đường nhỏ. Lúc này đang có không ít người tụ tập ở đây. Trên đường đi, hắn đã hiểu hơn về nơi này qua lời kể của Phản Thiện. Người ở đây đều là tội dân. Tội dân biên hoang. Vì tổ tiên của người dân ở đây từng phạm tội nên họ bị đày đến đây, không bao giờ được rời đi. Con cháu của tổ dân không được tu luyện, càng không được rời đi. Lần này, mọi người tập trung ở đây là vì nghe nói có quan sắp đến. Mà vị quan này có thể dẫn người ở trong này đi.
Vì thế, họ vừa tò mò, vừa ôm một tia hy vọng có thể rời khỏi cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này và thoát khỏi thân phận tội dân. Còn nơi này thuộc văn minh cấp mấy thì Diệp Quân không biết. Đúng lúc này, chợt có người nói, mau nhìn kìa, đại quan của Vương Triều Thiên Mộ đến rồi. Vương Triều Thiên Mộ. Diệp Quân nhìn về tít phía xa rồi hơi cau mày, có một người thanh niên cùng một người đàn ông trung niên đang chậm chậm bước tới. Người đàn ông đi trước mặc một bộ cẩm bào, mi mày rậm, trông rất tuấn tú. Người đàn ông trung niên ở phía sau thì mặc một chiếc áo bào rộng rãi, dáng người cao gầy, ánh mắt nghiêm nghị. Mọi người trong trấn đều tò mò nhìn hai bọn họ, vì rất ít khi có người bên ngoài đến đây. Có khi vài năm mới có một người. Còn người ngoài như Diệp Quân thì họ đã vô thức nhận là người của trấn. Dẫu sao tuy trấn không rộng, nhưng cũng không quá nhỏ, thế nên có thêm một người thì cũng không khiến mọi người chú ý. Lúc này, Diệp Quân thấy hơi lạ. Vương Triều Thiên Mộ ư? Lẽ nào có liên quan đến văn minh thiên mộ gì đó? Chẳng lẽ nơi này là văn minh vũ trụ cấp 9? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, người thiếu niên cùng người đàn ông trung niên đã đi vào trong trấn. Một ông lão mặc trường bào màu xám của trấn đi ra, sau đó quỳ xuống nói, trưởng trấn Phương Viễn của Biên Hoang tham kiến đại nhân. Người thanh niên đi trước cười nói, ông là người đứng đầu trấn này à? Phương Viễn gật đầu đáp, vâng. Cậu thiếu niên nhìn mọi người ở xung quanh rồi cười nói, bảo họ giải tán đi. Phương Viễn vội ngoái lại nhìn mọi người rồi xua tay, đi đi, đứng đấy làm gì? Mọi người lập tức giải tán ngay. Chờ họ đi rồi, Phương Viễn mới hành lễ với cậu thiếu niên rồi nói, đại nhân, không biết có gì căn dặn. Cậu thiếu niên, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, ông hãy thu xếp chỗ ở. Phương Viễn mừng thầm rồi nói, vâng ạ. Nói xong, ông ấy dẫn hai người đi về nhà mình. Diệp Quân cùng Phản Thiện quay về căn nhà sàn thì trời cũng đã tối. Phản Thiện đưa hắn tới cửa phòng rồi quay lại nói, đây là chỗ ở của ngươi, nghỉ ngơi đi. Dứt lời, cô ta quay người bỏ đi luôn. Sau khi thấy Phản Thiện đã đi hẳn, Diệp Quân quay người vào phòng. Căn phòng này không quá rộng, chắc hẳn trước kia để trữ đồ nên xung quanh có khá nhiều thứ linh tinh, song giường rất sạch, chắc đã được thay mới. Diệp Quân đi tới giường nằm xuống. Sau đó nhắm mắt. Con đường tiếp theo, hắn phải đi thế nào đây? Bây giờ, đầu óc hắn rất rối bời, thậm chí còn hơi hoang mang. Cảnh ngộ lần này không giống như ở vũ trụ quan huyên lần trước. Lần đó, hắn không hề thấy hoảng loạn, vì hắn biết rõ. Chỉ cần mình để lộ thân phận là có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng lần này thì khác, hắn không có thân phận và chỗ dựa. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Diệp Quân hít sâu một hơi rồi nói, không sao, coi như làm lại từ đầu. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, khi Phản Thiện ngủ dậy đi ra ngoài thì chợt sững sờ, vì cô ta thấy Diệp Quân đang đứng trước một cái cây. Dậy sớm thế. Phản Thiện thoáng ngạc nhiên, đang định lên tiếng chào thì thấy Diệp Quân đá một nhành cây, làm nó cắm chắc vào. Thân cây cổ thụ. Diệp Quân nhoẻn miệng cười, hắn phát hiện dù tu vi không dùng được. Nhưng hắn có thể tu luyện lại từ đầu. Điều này với hắn mà nói là một tin vui. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là linh khí ở đây quá kém, thậm chí gần như là không có nên hắn không thể tu luyện nhanh được. Hắn phải nghĩ cách rời khỏi đây. Dậy rồi à? Lúc này, giọng nói của Phản Thiện chợt vang lên. Diệp Quân bừng tỉnh khỏi suy nghĩ rồi ngoái lại nói, ừm. Phản Thiện nhìn cái cây cổ thụ ở gần đó rồi hỏi, ngươi từng tu luyện à? Diệp Quân gật đầu. Phản Thiện tò mò hỏi, người có biết bay không? Diệp Quân cười nói, có. Phản Thiện sáng mắt lên, dạy ta được không? Diệp Quân đang định trả lời thì Phản Thiện lắc đầu, không được, người chỉ tập võ thôi chứ có tu luyện khí đâu. Diệp Quân an ủi, sau này có cơ hội mà. Phản Thiện thở dài nói, ai mà biết được, ta đi nấu cơm đây. Dứt lời, cô ta rời đi. Tiểu huynh đệ. Lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Diệp Quân ngoái lại nhìn thì thấy người gọi hắn chính là cậu thiếu niên mặc cẩm bào mới đến trấn hôm qua. Người đàn ông trung niên cũng đang đứng phía sau gã. Diệp Quân, có việc gì thế? Cậu thiếu niên, thanh đoản kiếm với cái tháp hỏng ở thắt lưng ngươi có bán không? Nghe vậy, Diệp Quân thoáng cảnh giác, người này có thể nhìn ra sự phi phàm của kiếm thanh huyên và tiểu tháp thì có khả năng nơi đây thuộc văn minh vũ trụ cấp 9. Lúc này,
cậu thiếu niên lại cười nói, ta có thể cho ngươi một cái giá hợp lý. Nói xong, gã xòe tay ra, một kim nguyên bảo xuất hiện. Tiền ở trấn này bằng đồng, bạc và vàng, đồng kim nguyên bảo này đủ cho một nhà năm người sống dư giả 20 năm. Diệp Quân trầm mặc, giờ mà hắn từ chối sẽ càng khiến người này chú ý, khéo còn đến cướp cũng nên. Với thể trạng hiện giờ của hắn, cậu thiếu niên mà cướp thì hắn chỉ có mất. Nghĩ vậy, Diệp Quân nói, ta không cần tiền. Cậu thiếu niên thoáng ngạc nhiên, thế ngươi muốn gì? Diệp Quân, nếu các hạ có thể khiến đôi tay của ta mọc lại thì ta sẽ tặng cho hai thứ này luôn. Nhưng ta phải nói trước một điều, hai thứ này do tổ tiên nhà ta truyền lại, chúng là thần vật nên có linh tính và biết tự chọn chủ. Nếu đến lúc đó, chúng không chịu đi theo các hạ thì ta cũng không chịu trách nhiệm. Thấy Diệp Quân nói năng khí khái, cậu thiếu niên hơi ngạc nhiên rồi cười nói, giúp tay ngươi mọc lại không khó, nhưng ngươi khá láo cá. Hai thứ đó do tổ tiên nhà ngươi truyền lại, ta giúp tay ngươi mọc lại rồi mà chúng không chịu theo ta thì ta thiệt à. Diệp Quân thoáng kinh ngạc, người ở vũ trụ này khó chơi thế nhỉ. Hắn cười nói, vừa nhìn đã biết huynh đài đây không phải người bình thường, lẽ nào lại không có tự tin đến vậy. Ha ha, cậu thiếu niên cười khoái chí, ngươi cũng thú vị đấy. Tuy ngươi đang khích ta, nhưng ta thấy ngươi nói cũng có lý. Nếu đến hai thần vật này mà ta cũng không chinh phục được thì đúng là quá thất bại. Nói xong, gã chợt đi tới cạnh Diệp Quân, sau đó đặt tay phải lên bả vai hắn, một luồng khí tức màu vàng đã tiến vào trong cơ thể Diệp Quân. Cơ thể hắn hơi rung lên, không lâu sau, hắn cảm thấy phần cánh tay mình nhúc nhích, tiếp đó đôi tay đã mọc ra trở lại. Cậu thiếu niên rụt tay lại rồi nói, được rồi đấy. Diệp Quân cử động đôi tay, do không phải tự khôi phục nên sử dụng không được quen cho lắm. Tuy nhiên, hắn đã rất hài lòng rồi. Diệp Quân giữ đúng lời hứa nên đưa tiểu tháp và kiếm thanh huyền cho cậu thiếu niên, đây. Gã cầm lấy rồi nói, ngươi thú vị lắm, à ban nãy khi giúp tay ngươi mọc lại, ta phát hiện trong người ngươi có một luồng sức mạnh phong ấn thần bí, tu vi của ngươi đang bị phong ấn à. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ cậu thiếu niên này lại cảm nhận được sức mạnh phong ấn của Phản Chiêu Đế. Gã cười nói, có cần ta giải phong ấn hộ không? Diệp Quân sững người rồi lắc đầu, không cần đâu. Đó là phong ấn của Phản Chiêu Đế, nếu cậu thiếu niên này dám động vào thì sẽ chết chắc. Hắn với gã không thù không oán, người ta cũng không có ý xấu nên đương nhiên hắn không muốn cướp mất mạng sống của gã. Cậu thiếu niên cười nói, ngươi không những thú vị mà còn rất lương thiện, hẹn gặp lại. Dứt lời, gã cùng người đàn ông trung niên rời đi. Diệp Quân nhìn theo bóng họ rồi nói, tháp ra, tiểu hồn, ta cho cơ hội rồi, cả hai phải biết nắm lấy. Với thực lực hiện giờ, hắn muốn gọi tháp ra và tiểu hồn dậy là điều không thể. Vì chúng cần linh khí rất lớn, mà giờ hắn không có gì hết, nhưng chắc chắn cậu thiếu niên kia không phải người bình thường. Diệp Quân không nghĩ nữa, mà nhìn về phía ngôi nhà sàn thì thấy Phản Thiện cùng ông nội cô ta đang nhìn mình. Diệp Quân đi tới rồi vung tay nói, ta có tay rồi. Phản Thiện cũng rất vui, chúc mừng. Nói xong, cô ta nhìn về phía hai người kia đã rời đi rồi nói, lợi hại quá, ta mà biết tu luyện thì tốt biết bao. Diệp Quân, ta có thể dạy cô. Không được. Ông lão lập tức trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta là tội dân nên không thể tu luyện. Cậu mà dạy con bé tu luyện là hại nó đấy. Diệp Quân im lặng. Phản Thiện, thật ra chúng ta có thể lén tu luyện mà, ông không nói, Diệp Quân không nói, cháu không nói thì ai biết chứ. Diệp Quân nghẹn lời. Ông lão thì lườm Phản Thiện. Cô ta le lưỡi, cháu đi nấu cơm. Nói xong, cô ta chạy biến vào bếp. Ông lão nói với Diệp Quân, Diệp công tử, chúng ta nói chuyện được không? Diệp Quân gật đầu, được. Ông lão quay đi ra chỗ khác. Diệp Quân lập tức đi theo. Chỗ khác. Cậu thanh niên mặc cẩm bào dẫn người đàn ông trung niên về nơi ở, trên đường đi, gã tò mò quan sát thanh đoản kiếm cùng cái tháp hỏng trong tay. Ban nãy khi nhìn thấy hai thứ này, gã thấy chúng có vẻ phi phàm. Vì vậy, gã mới đi tìm Diệp Quân và hỏi mua. Nhưng gã lại không thể nhìn xuyên thấu hai thứ này. Người đàn ông trung niên phía sau chợt lên tiếng, cửu điện hạ, người kia không đơn giản đâu, đầu óc rất linh hoạt, chắc không phải người của trấn này. Cậu thiếu niên gật đầu, đúng là hắn rất thú vị, hắn đồng ý trao đổi với ta chắc vì sợ ta cướp. Nói xong, gã ngắm nghía hai thứ trong tay rồi cười nói, tuy ta không nhìn thấu được hai thần vật này,
nhưng chắc chắn chúng không phải thần vật bình thường. Người đàn ông trung niên, tên kia bảo hai thần vật này có linh tính, biết chọn chủ. Cậu thiếu niên quan sát chúng tiếp rồi nói, ta vẫn rất tự tin, linh tính của hai thần vật này đã ngủ say. Chờ ta đánh thức chúng dậy rồi sẽ để chúng nhận ta làm chủ. Ta có tư chất vô song, vừa chào đời đã mang long khí, ta không tin chúng không chọn mình. Tên kia định chơi ta ư, không có cửa đâu. Diệp Quân và ông nội của Phản Thiện ngồi đối diện nhau trong phòng. Cửa sổ phòng đóng chặt nên chỉ he hé chút ánh sáng, thành ra bầu không khí hơi u ám. Ông nội Phản Thiện nhìn Diệp Quân chăm chăm mà không nói gì. Diệp Quân, tiền bối, hai ông cháu tiền bối đã cứu mạng ta. Ta không có ác ý với hai người, cũng không muốn làm liên lụy đến hai người. Ông lão cầm tẩu thuốc lên rồi châm lửa, sau đó hít một hơi rồi nói, ngươi không phải người bình thường. Diệp Quân gật đầu. Ông lão, khi nhìn thấy ngươi cùng đôi tay đã mất, ta biết ngươi có kẻ thù. Hơn nữa, kẻ thù đó còn rất mạnh, đúng không? Diệp Quân gật đầu tiếp, đúng vậy. Ông lão khá hài lòng với sự thẳng thắn của Diệp Quân nên gật gù rồi dịu giọng hơn, cậu bạn, nhà đầu Tiểu Thiện rất hiền lành, cũng rất ngây thơ, suy nghĩ thì đơn giản. Còn ngươi lại là một người phức tạp, ta nói vậy không có vấn đề gì chứ? Diệp Quân cười đáp, tiền bối muốn ta rời khỏi đây, tránh xa Tiểu Thiện đúng không? Ông lão gật đầu, không hề che giấu, đúng. Diệp Quân, ta có thể hiểu được suy nghĩ của tiền bối, nhưng tiền bối thật sự muốn để Tiểu Thiện sống với thân phận tội dân ở đây đến hết đời sao? Ông lão, ngươi có biết ý định của ngươi nguy hiểm tới đâu không? Diệp Quân thoáng nghỉ hoặc. Thấy thế, ông lão lắc đầu, cậu bạn, ta không biết là ngươi ngu ngơ, gan dạ hay tùy hứng, nhưng nói hay làm gì cũng phải suy xét thấu đáo. Ngươi không muốn Tiểu Thiện làm tội dân, vậy có nghĩa là ngươi muốn chống lại Vương Triều Thiên Mộ. Ngươi biết Vương Triều là một sự tồn tại mạnh đến đâu không? Rõ ràng câu không biết, mà đã không biết thì sao dám mạnh miệng thế? Diệp Quân trầm mặc. Ông lão nói tiếp, chúng ta đều là tội dân, đó là thân phận thấp hèn nhất ở Vương Triều Thiên Mộ. Muốn xóa bỏ thân phận này thì phải chờ Vương Triều sửa luật, vì thân phận của chúng a đã được ghi trong thiên luật. Ngươi nghĩ mình có thể thay đổi được điều đó ư? Ngươi hiểu rõ đến đâu về Vương Triều chứ? Nói rồi, ông ta lắc đầu, người trẻ tuổi làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, đừng nghĩ gì nói đấy, càng đừng nghĩ gì làm nấy. Chúng ta chỉ là người bình thường, không phải con ông cháu cha, cũng không có ai hậu thuẫn, nhiều lúc chỉ cần bước sai một bước thôi là xong đời rồi, hiểu không? Diệp Quân gật đầu, vâng. Hắn thật sự ghi nhận lời dạy của ông lão. Trước đó, nhờ có cô và cha che chở nên gặp chuyện gì hắn cũng nghĩ sao làm vậy. Nhân quả ư, hắn chưa bao giờ để tâm đến. Vì đã có cha và cô hắn lo rồi. Nhưng giờ thì sao? Hắn làm gì cũng phải suy tính. Ông lão nhìn Diệp Quân rồi nói tiếp, đương nhiên ta vẫn rất vui, vì ngươi có thể nói ra lời đó. Điều này chứng tỏ ngươi không phải một kẻ vô lương tâm, biết báo ân báo oán. Nhưng ngươi hãy nhớ muốn trả ơn cũng cần lượng sức mình, cẩn thận chưa trả được ơn còn mang thêm nợ cho người ta, cuối cùng khiến đôi bên cùng lâm vào tuyệt cảnh. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão, người thanh niên nói chuyện với ngươi ban nãy chắc có cấp bậc không nhỏ trong vương triều, ngươi nên cẩn thận. Diệp Quân, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ông lão nhìn ra sau cửa rồi nói, nhìn gì nữa, vào đây đi. Không có động tĩnh gì. Ông lão lừ mắt, ta nhìn thấy chân cháu rồi. Sau đó, cửa mở ra, Tiểu Thiện đi vào rồi cười hi hi nói, ông ơi. Ông lão thở dài một hơi, nhà đầu này thật biết cách khiến người ta lo lắng. Diệp Quân cũng mỉm cười nhìn Tiểu Thiện, cô nương này rất hoạt bát, tính tình thì thiện lương, đúng là rất khiến người khác quý mến. Nhưng lời nói của ông lão đã khiến hắn hiểu ra là chính hắn đang gặp khó khăn thì không nên hứa hẹn điều gì. Có nhiều ân tình hãy tạm ghi nhớ trong lòng, chờ khi có đủ năng lực rồi thì hãy báo đáp. Tiểu Thiện cười nói, đi thôi, chúng ta ra ăn cơm. Nói xong, cô ta kéo tay ông lão đi ra ngoài, đồng thời vẫn không quên nháy mắt với Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười rồi đứng dậy đi theo. Trấn này có duy nhất một dinh phủ, không biết xây dựng từ khi nào, nhưng đến nay vẫn còn, tuy nhiên đã rất cũ nát. Thiên thần về dinh phủ xong thì bắt đầu nghiên cứu thanh đoản kiếm cùng cái tháp cũ. Gã đã dùng khá nhiều cách mà vẫn không đánh thức linh tính của chúng được. Lúc này,
người đàn ông trung niên đứng gần đó chợt nói, hay phải cần có linh khí. Linh khí thiên thần sáng mắt lên, sau đó vội xòe tay ra, một luồng linh khí bay ra rồi chui vào trong thanh đoản kiếm cùng cái tháp cũ. Khi linh khí tiến vào, thanh đoản kiếm cùng cái tháp cũ đã rung lên nhẹ nhẹ. Thấy thế, thiên thần mừng rỡ nói, đúng là cần có linh khí. Gã tiếp tục rót một lượng lớn linh khí vào. Xong, nửa canh giờ sau, hai thứ kia vẫn không có phản ứng gì. Linh khí gã rót vào trong như đổ sông đổ bể, còn hai thứ kia chẳng thèm nhúc nhích. Thiên thần nhíu mày, sau đó không nghĩ nhiều mà rót linh khí vào tiếp. Một canh giờ sau, mặt gã đã xa sầm. Linh khí còn lại trong người gã đã bị tiêu hao quá nửa, song thanh đoản kiếm cùng cái tháp cũ vẫn trơ như đá. Thấy vậy, thiên thần nghi hoặc nói, có chuyện gì vậy nhỉ? Nói rồi, gã dừng lại. Phải biết là với thực lực của gã thì huyền khí trong cơ thể sánh ngang với biển, nhưng hắn đã rót đến gần 7 phần vào rồi mà hai thứ kia vẫn im lìm. Lúc này, người đàn ông trung niên chợt nói, chúc mừng cửu điện hạ. Thiên thần ngẩn ra rồi nói, ý của ông là ta đã kiếm được bảo bối ư. Người đàn ông gật đầu, sau đó đi tới cạnh thanh đoản kiếm và cái tháp cũ rồi quan sát, nói, hai thứ này chắc chắn không phải thần vật bình thường. Nếu cửu điện hạ có thể đánh thức linh trí cho chúng, để chúng nhận chủ thì sẽ hơi to. Thiên thần cười nói, ta cũng thấy thần vật bình thường không thể hấp thu nhiều linh khí đến vậy, mà hai thần vật này chơi hết quá nửa linh khí của ta rồi. Rõ ràng chúng không phải thần vật tâm thường, bảo sao tên kia nói chúng có linh tính, sau sẽ lại chọn hắn. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, điện hạ, hay là... Nói xong, mắt ông ta lóe lên tia sắc lạnh. Thiên thần chán nản nói, a ông, sao ông lại có suy nghĩ đó? Người kia trao đổi công bằng với chúng ta, hơn nữa khi hắn đưa hai thần vật này cho ta đã nói rõ rồi. Chúng có linh tính nên sẽ tự nhận chủ, nếu sau này chúng không chọn ta thì cũng không trách hắn được. Biết vậy rồi mà ta vẫn trao đổi với hắn đấy chứ, quân tử dám chơi dám chịu. Giờ nếu ta giở trò với hắn thì sẽ thành cái dạng gì? Còn thua cả kẻ tiểu nhân ấy chứ? Người đàn ông vội vàng hành lễ, là thuộc hạ sai. Thiên thần nghiêm túc nói, a ông hãy nhớ chúng ta có thể dùng hạ sách để đối phó với kẻ tiểu nhân, nhưng với người tốt thì chúng ta phải cư xử đúng mực, đừng hở chút là chém dế. Nhớ chẳng may chọc vào nhầm người thì vừa hại mình, vừa liên lụy đến người trong tộc, ông hiểu chưa? A ông hành lễ nói, đa tạ điện hạ chỉ bảo. Thiên thần nhìn sang hai thần vật rồi cười nói, người thanh niên kia rất tự tin, nhưng ta cũng thế. Ta là con cháu của trời, mang trong mình huyết mạch quý giá cùng long khí, ta không tin hai thần vật này không chọn mình. Ta sẽ khiến người thanh niên kia thua hoàn toàn, ha ha. Nói xong, gã tiếp tục rót linh khí cho hai thần vật. Xong, khi hắn rót hết huyền khí cho chúng xong thì cả hai vẫn im lìm. Lúc này, thiên thần cùng A ông đều thần người ra, sau đó khó tin nhìn hai thần vật ấy. Thiên thần ngỡ ngàng nói, sao hai thứ này ăn khỏe thế nhỉ? Chúng xơi sạch huyền khí của ta rồi. A ông, có lẽ chúng còn mạnh hơn mình tưởng. Thiên thần gập đầu, sau đó quan sát hai thần vật rồi nói với A ông cũng thử đi. A ông thoáng do dự rồi nói, cửu điện hạ, nơi này có phong ấn nên không dùng đến tu vi được. Nếu dùng hết huyền khí ở đây thì cũng không có nguy hiểm gì, nhưng ngày mai chúng ta phải đến tường biên hoang kiểm tra. Thiên thần ngẫm nghĩ rồi nói, vấn đề chắc không lớn đâu, tường biên hoang bao năm nay không có động tĩnh gì, ta không tin lại trùng hợp đến vậy. Chúng ta vừa đến đã có chuyện, nào, mau rót chút linh khí cho chúng đi. Ta muốn xem rốt cuộc chúng mạnh tới đâu. A ông đành nghe lệnh rồi bắt đầu truyền huyền khí cho hai thần vật. Sau đó, tiểu tháp đã rung lên. Thấy vậy, thiên thần hào hứng nói, nhanh lên, cái tháp có phản ứng rồi, chắc chắn nó là bảo bối. Nghe thế, A ông vội rót thêm linh khí. Khoảng nửa canh giờ sau, mặt ông ta đã tái nhợt. Sau đó linh khí trong người đã bị rút mất một nửa, nhưng cái tháp cũ lại im lìm. A ông nghỉ hoặc nói, cửu điện hạ, có gì đó là lạ. Thiên thần nhìn A ông ta nói, cái tháp này như cái động không đáy vậy, chúng ta rót huyền khí vào rồi nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Còn nó thì thi thoảng lại phản ứng một chút, thuộc hạ cảm thấy như thể nó đang cố ý bắt mình rót linh khí cho nó vậy. Thiên thần cau mày, sau đó quan sát cái tháp rồi lắc đầu, chắc không phải đâu, nó không phải thần vật bình thường. Mà các thần vật cấp cao đều rất kiêu ngạo,
không thể thiếu đứng đắn như vậy được. À ông, vẫn truyền tiếp ạ. Thiên thần vừa định lên tiếng thì cái tháp lại rung lên. Thấy thế, gã hào hứng nói, có phản ứng rồi, chắc nó vẫn thiếu linh khí, tiếp đi. Nghe thiên thần nói vậy, à ông vội vã tiếp tục vận chuyển linh khí. Cứ như vậy, không biết đợi tiếp thêm bao lâu, sắc mặt à ông dần dần bắt đầu trở nên hơi trắng bệch, lúc này huyền khí trong người ông ta đã sắp cạn kiệt rồi. Cứ như vậy, lại đợi thêm tầm gần nửa giờ, huyền khí trong người à ông đã cạn kiệt hoàn toàn. Tuy nhiên, tòa tháp phế tích và thanh kiếm gấy kia vẫn không có chút phản ứng nào cả. Thiên thần ngồi ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào tòa tháp tàn phế cùng thanh kiếm gãy, sắc mặt u ám, không nói lời nào. Sắc mặt A ông cũng hơi khó coi. Lượng huyền khí dự trữ của hai bọn họ khủng bố tới cỡ nào. Song vẫn không đủ để đánh thức linh hồn của tòa tháp tàn phế lẫn thanh kiếm gãy này. A ông lau mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói, cửu điện hạ, hai bảo vật này không bình thường. Thiên thần không nói gì, gã đột nhiên cầm thanh kiếm gãy lên, sau khi quan sát, gã mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm Long Uyên. Thanh kiếm Long Uyên này có màu xám đen, được đúc bằng kim loại siêu bền và vảy rồng, uyển chuyển nhưng cứng cáp, đầu kiếm được làm từ gai rồng, hơi cong nhẹ, tỏa ánh sáng lạnh lẽ EOT buốt, cực kỳ sắc bén, thân kiếm được làm từ da rồng, cảm giác cầm lên rất tuyệt. Tay trái thiên thần cầm thanh kiếm gãy lên, tay phải nắm lấy kiếm Long Uyên bỗng chém về phía thanh kiếm gãy. Ken đê dê. Chỉ nghe thấy một tiếng rạn nứt trong trẻo, kiếm Long Uyên lập tức chia lìa, gãy làm đôi. Nhìn thấy cảnh này, A ông và thiên thần đều ngơ ngác tại chỗ. Hai người nhìn nhau, đều hơn kinh ngạc. Vẻ mặt A ông nghiêm trọng, quá khủng bố. Kiếm Long Uyên là một trong bốn thanh thần kiếm của nền văn minh thiên mộ, thuộc tiên khí tạo hóa, chỉ đứng sau thần khí tạo hóa trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thanh kiếm gãy này là thần khí tạo hóa? Rõ ràng hai người đã cùng nghĩ tới điều này, đều có chút ngạc nhiên. Thần khí tạo hóa. Loại bảo vật này, cho dù là cả đế quốc thiên mộ, cũng không có vài món đâu. À ông đột nhiên trầm giọng nói, cửu điện hạ, chắc chắn thiếu niên kia không phải người thường. Thiên thần gật đầu, trí nhớ vẫn hơi tệ. Nói rồi, gã nhìn kiếm Long Uyên gãy trước mặt, nhẹ giọng nói, không ngờ, đứng trước thanh kiếm gãy này, kiếm Long Uyên lại không chịu nổi một cú đánh như vậy. Thật là khiến người ta bất ngờ. À ông nói, điện hạ, thân phận người kia hơi đáng ngờ. Thiên thần cười nói, ông muốn nói, có khả năng hắn là người đến từ tường biên hoang kia à? À ông khe gật đầu, không phải không có khả năng. Thiên thần lắc đầu. Hắn không thể là người tới từ bên kia được, nếu bên kia có người âm lặng lẽ tới bên này, vậy chúng a là những kẻ vô dụng à? À ông suy nghĩ, gật đầu, cũng phải. Thiên thần cười nói, nếu hai thứ này thật sự là tiên khí tạo hóa, vậy chúng ta lời to rồi, phải nghĩ biện pháp đánh thức linh hồn của chúng nó dậy, để chúng nó nhận ta làm chủ. À ông cười khổ, đã không còn linh khí nữa rồi. Thiên thần nói, ta vẫn còn ít linh thạch tạo hóa. Nói rồi, gã lại lấy ra ít linh thạch tạo hóa, sau đó chuyển hóa linh thạch tạo hóa cho tòa tháp tàn phế và thanh kiếm gấy hấp thụ. Bên khác, sau khi Diệp Quân lấy lại cánh tay, ngay khi bắt đầu tu luyện, thì không còn linh khí nữa, hắn đành rèn luyện thân thể, để thân thể mình càng trở nên mạnh hơn. Lúc trưa, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ trước nhà sàn, hai mắt khẽ nhắm lại, trong đầu nhớ lại cảnh tượng trận chiến lúc đó. Phải phục thùi. Thất bại của trận chiến lúc đó, khiến hắn biết những chỗ thiếu sót của mình. Kiếm ý có thể bị phai mờ. Kiếm Thanh Huyền cũng không còn là vô địch nữa. Sức mạnh huyết mạch cũng có thể bị đè ép. Những thứ này khiến hắn ý thức rõ được một chuyện, mình không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào kiếm Thanh Huyên và sức mạnh huyết mạch được. Kiếm Thanh Huyên là thứ cô làm cho cha. Sức mạnh huyết mạch là ông nội truyền lại. Đồ của mình là gì? Mình có gì? Diệp Quân cười khổ. Trước nay hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cho tới bây giờ, thứ gì của hắn cũng là nhờ truyền thừa cả, cho dù là sức mạnh huyết mạch hay kiếm Thanh Huyên. Hay là thư viện Quan Huyên, đều là được thừa kế cả. Còn thứ của Diệp Quân hắn, kiếm ý trật tự. Nhưng kiếm ý trật tự, suy cho cùng cũng là được truyền lại. Chung quy, người sáng lập thư viện Quan Huyên không phải hắn, mà là cha hắn. Lần này thất bại hoàn toàn, khiến hắn phải nhìn thẳng lại vào bản thân.
rất nhiều lúc chỉ có thất bại thì người ta mới biết bản thân có khả năng ra sao. Khoảnh khắc này, trái tim hắn hoàn toàn thả lỏng. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ trong quá khứ, đều xóa bỏ. Bắt đầu lại từ đầu. Suy nghĩ thông suốt, đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng, giống như chút được gánh nặng hàng chục ngàn cân vậy. Sắc mặt Diệp Quân hiện ra nụ cười. Tiểu Thiện tỷ. Đúng lúc này, một bé con mặc quần thủng đáy đột nhiên chạy từ một bên tới, hắn kích động nói, tỷ xem đi, ta bắt được một con thỏ nè. Diệp Quân mở hai mắt ra, nhìn sang một bên, Phản Thiện đi tới trước mặt bé trai, thấy con thỏ hình như đã bị thương, cô A vội vàng nhận lấy con thỏ. Bé trai hưng phấn nói, Tiểu Thiện tỷ, có thể ăn thịt thỏ rồi. Tỷ làm đi. Phản Thiện xoa đầu bé trai, khẽ cười nói, Aman, có thể. Có thể không ăn không? Bé trai chớp mắt, vì sao chứ? Phản Thiện nghiêm túc, con thỏ này có em bé rồi. A, à, bé trai lập tức kinh ngạc, có em bé. Phản Thiện gật đầu, bây giờ để ăn nó sẽ không sống được nữa. Bé trai do dự, sau đó nói, ta không thể ăn nó, vậy ai bồi thường thiệt hại cho ta đây? Phản Thiện cười hì hì, cô ta cầm miếng tiền đồng đưa cho bé trai, tỷ tỷ bồi thường cho đệ, đệ cầm đi mua đồ ăn đi. Cậu bé cười mỉm nhận tiền đồng, sau đó nói, Tiểu Thiện tỷ, con thỏ này sẽ sinh bao nhiêu con thỏ con? Có thể cho ta một con không? Ta không ăn nó đâu, ta sẽ nuôi cho nó lớn, đợi nó sinh thêm mấy con nữa mới ăn. Con thỏ. Phản Thiện cười nói, nếu đệ bảo đảm là không ăn nó, ta có thể cho đệ một con. Bé trai suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Phản Thiện mỉm cười, đi chơi đi. Nói rồi, cô ta ôm con thỏ kia xoay người lại đi về phía nhà sàn. Bé trai vẫn chưa đi, lại bước tới trước mặt Diệp Quân. Cậu bé mặc quần thủng đáy, vì vậy, bé chim nhỏ hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Nhìn thấy bé trai đi tới trước mặt mình, Diệp Quân hơi tò mò, làm gì thế? Bé trai quan sát Diệp Quân, ngươi là ai? Vì sao lại ở nhà Tiểu Thiện tỷ tỷ? Diệp Quân cười nói, ta là bạn của Tiểu Thiện tỷ tỷ. Bé trai hỏi, bạn bình thường, hay là bạn bè trên mức hữu nghị? Nghe xong, Diệp Quân lập tức sững sờ, hắn quan sát bé trai. Nhóc con này có chút lề lối đấy. Bé trai liếc Diệp Quân, sau đó nói, nhóc kia, ta nói cho ngươi hay, cha ta là cao thủ đệ nhất trong thị trấn, biệt hiệu là Chu Đại Hiệp, còn ta, chính là con trai của ông ấy, mệnh danh là Chu Tiểu Hiệp, bây giờ ta lấy danh nghĩa của cha ta cảnh cáo ngươi, cách xa Tiểu Thiện tỷ một chút. Diệp Quân cười nói, vì sao? Bé trai lườm Diệp Quân, nhìn thằng nhóc ngươi không giống người tốt. Diệp Quân cười ha ha, nhóc con. Nhìn từ vẻ ngoài thì không nhận ra người tốt được đâu. Bé trai hừ một tiếng, dù sao ta cũng đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu như ngươi không cách xa Tiểu Thiện tỷ một chút, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Ta nói cho ngươi hay, Chu Đại Hiệp cha ta vung một đấm là có thể đánh chết một con trâu đấy. Nói rồi, cậu bé giơ nắm đấm lên. Diệp Quân cười nói, cha ngươi có thể đánh chết một con trâu, thì có liên quan gì tới ngươi? Aman khinh thường nhìn Diệp Quân. Cha ta sinh ra ta, cảnh giới của cha ta chính là cảnh giới của ta, con mượn sức cha, đạo lý hiển nhiên, hiểu chưa? Diệp Quân suy nghĩ, rất có lý. Chu Tiểu Hiệp. Đúng lúc này, lại có một bé trai chạy tới, nhóc thở hổn hển nói, mau, ba người đánh nhau với mẹ ngươi kìa. Cái gì ị? Aman lập tức kinh ngạc, đánh nhau, ngươi không nhìn nhầm chứ nhị cẩu. Nhị cẩu vội lắc đầu, không, không, ta lén nhìn thấy. Bọn họ đánh nhau trên giường, không mặc quần áo gì cả, mẹ ngươi cứ kêu a, ngươi mau đi đi. Diệp Quân. Nghe thấy mẹ mình bị đánh rất thảm, cậu bé vội quay người chạy đi. Vốn dĩ nhị cậu cũng muốn đi theo, nhưng thật sự là quá mệt rồi, cậu nhóc thở mấy hơi nặng nhọc, sau đó nhìn Diệp Quân, cha nó thật sự rất độc ác, đánh mẹ nó sắp chết rồi, đúng là quá nhãn tâm. Ông ấy còn dùng sức nữa. Diệp Quân nhìn nhị cậu. Hay là ngươi nhanh đi trốn đi? Nhị cậu hơi nghi ngờ, trốn cái gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, tí nữa có thể nó sẽ liều mạng với ngươi đấy. Nhị cậu càng nghi ngờ, cha nó đánh mẹ nó nên liều mạng với cha nó, liều mạng với ta làm gì? Diệp Quân không nói gì. Nhị cậu. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ xé ruột xé gan đột nhiên truyền từ xa tới nhà sàn. Nhị cậu quay đầu nhìn, chỉ thấy từ đằng xa.
Aman đột nhiên xách một con dao lao tới. A a a. Aman trách mắng, nhị cầu tử, ông đây chém chết ngươi. Nhìn thấy thế trận này, nhị cầu tử lập tức ngơ ngẩn, sau đó quay đầu chạy đi. Một đứa chạy, một đứa đuổi. Trong thị trấn, nhiều người thấy cảnh này, đều cười lớn. Diệp Quân cũng lắc đầu. Đúng lúc này, ông nội của Phản Thiện đi tới trước mặt Diệp Quân, mai chúng ta sẽ đi tới Tường Biên Hoang một chuyến, người đi cùng không? Diệp Quân hơi tò mò, Tường Biên Hoang. Ông nội Phản Thiện gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ đi tới đó thu thập ít đồ đạc, hay là ngươi đi cùng xem thử. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Hắn cũng khá tò mò với Tường Biên Hoang đó. Ông nội Phản Thiện gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Quân tiếp tục tu luyện, điều bây giờ khiến hắn khá phiền não là, không có linh khí, nếu có linh khí, hắn có thể nhanh chóng tu luyện tới một cảnh giới nhất định, cho dù không thể đi lại thoải mái trong vũ trụ này. Nhưng bảo vệ mình thì chắc chắn không có vấn đề gì. Linh khí. Diệp Quân đột nhiên nghĩ tới thiếu niên mặc bào kia. Hắn trầm ngâm. Trong phòng, thiên thần nhìn chằm chằm vào tòa tháp tàn phế và thanh kiếm gãy trước mắt, gã đã lấy ra tất cả tiên tinh tạo hóa mà mình có cho tòa tháp và thanh kiếm này nuốt chứng rồi. Xong, thanh kiếm và tòa tháp này vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Thiên thần đột nhiên thu hai món bảo vật lại, nói, đi. Đi tìm thằng nhóc kia, chắc chắn hắn có biện pháp. Thiên thần dẫn A ông tới tìm Diệp Quân, lúc đó Diệp Quân đang vung năm đấm, rèn luyện cơ thể. Bây giờ y không thể tu luyện khí, vì vậy, chỉ đành rèn luyện thân thể nhiều hơn, khiến thân thể mình trở nên càng linh hoạt. Thuận tiện thích ứng với cánh tay mới mọc dài ra. Nhìn thấy thiên thần và A ông tới, Diệp Quân dừng lại, cười nói huynh đài có chuyện gì thế? Thiên thần cũng cười. Vẫn chưa biết xưng hô với các hạ thế nào. Diệp Quân nói Diệp Quân. Thiên thần gật đầu, ta tên là Thiên thần, Diệp huynh, ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Nói rồi, gã lấy tòa tháp và cây kiếm gấy ra, Diệp huynh, làm sao mới có thể đánh thức linh hồn của bọn nó. Diệp Quân nhìn tòa tháp và kiếm thanh huyên, sau đó nói, rất đơn giản, cho chúng đủ linh khí là được. Thiên thần trầm giọng nói, ta đã cho bọn chúng rất nhiều linh khí rồi. Diệp Quân nói, không đủ, hai món bảo vật này không phải là bảo vật bình thường, vì bọn chúng có vài nguyên nhân đặc biệt, nên linh hồn chìm vào giấc ngủ sâu, do đó, cần cực kỳ nhiều linh khí, mới có thể đánh thức được. Thiên thần nhìn Diệp Quân, cụ thể là bao nhiêu? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không biết. Thiên thần lập tức cau mày. Diệp Quân quan sát thanh kiếm và tòa tháp, sau đó nói, chắc không bao nhiêu nữa đâu. Thiên thần đột nhiên cười nói, Diệp huynh. Huynh không phải người thường nhỉ. Diệp Quân khẽ lắc đầu, gia đình sa sút, suy bại tới mức này, không có gì đáng nói cả. Thiên thần mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân đột nhiên nói, huynh có linh thạch không? Thiên thần hơi tò mò, sao vậy? Diệp Quân cười nói, ta xem thử. Thiên thần không nghĩ nhiều, quay người nhìn A ông cầm ra một miếng tinh thể tạo hóa đưa cho Diệp Quân, sau khi Diệp Quân quan sát, tim lập tức nhảy lên. Linh khí tinh thuần quái. Từ trước tới nay đây là tinh thể tinh thuần nhất mà hắn từng nhìn thấy. Thiên thần cười nói, Diệp huynh, huynh muốn linh thể làm gì? Diệp Quân quan sát tinh thể trong tay, sau đó nói, Thiên thần huynh, cấp bậc của tinh thể này quá thấp, độ tinh thuần của linh khí không cao, do đó không giúp đỡ cho tòa tháp và thanh kiếm này được nhiều lắm. Thiên thần trầm giọng nói, Diệp huynh, nhưng đây là tinh thể tạo hóa, linh khí mà trong đó bao hàm. Rất khủng bố rồi. Diệp Quân lắc đầu, vẫn chưa đủ nhiều lắm. Thiên thần cười nói, Diệp huynh, huynh có thể nói rõ đầu đuôi với ta không, rốt cuộc thì cấp bậc của hai món bảo vật này là gì? Diệp Quân nói, cho dù là cấp bậc gì, bây giờ nó cũng là của thiên thần huynh rồi, đương nhiên, ta vẫn phải nhắc nhở thiên thần huynh, sau khi linh hồn của hai bảo vật này thức tỉnh, cuối cùng bọn nó có băng lòng lựa chọn thiên thần huynh hay không, ta không dám xác định. Ha ha! Thiên thần cười nói, Diệp huynh, huynh đúng là thú vị. Diệp Quân cười, không nói gì. Thiên thần cười nói, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nói rồi, gã xoay người rời đi. A ông nhìn tinh thể trong tay Diệp Quân nói, ta nghiên cứu thêm. A ông hơi nghi ngờ, người nghiên cứu cái gì? Diệp Quân nói, đến lúc đó ta sẽ nói với ông. A ông! Dù A ông nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
quay người rời đi. Sau khi A Ông và Thiên Thần rời đi, Diệp Quân nhìn miếng tinh thể tạo hóa trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước mắt đúng là miếng tinh thể này có trợ giúp cực lớn với hắn. Ban đêm, Diệp Quân và Phản Thiện ngồi quanh ông nội của Phản Thiện, trên bàn chỉ có 4 món ăn, không có thịt, nhưng rất thơm. Diệp Quân há to miệng ăn cơm. Sau khi tu vi của hắn bị phong ấn, bây giờ hắn giống như người thường, cũng phải ăn cơm. Phản Thiên đột nhiên nói, ông nội, mai đi tường biên hoang à. Ông lão gật đầu, ừ, Phản Thiện lập tức nói, con cũng đi. Ông lão nhìn cô ta, có thể không cho con đi à? Phản Thiện cười hi hi, sau đó vội vàng bỏ thuốc lá cho ông lão. Ông lão đột nhiên nhìn Diệp Quân, người biết người tới đây như thế nào không? Diệp Quân lắc đầu. Ký ức cuối cùng của hắn vẫn dừng lại ở trong trận chiến đó, những chuyện về sau, hắn không biết gì cả. Ông lão trầm giọng nói, vậy chắc người cũng biết mình là người ở đâu chứ? Diệp Quân gật đầu, vũ trụ quan huyên. Vũ trụ quan huyên. Ông lão cau mày, là của thế giới thiên mộ à? Diệp Quân lắc đầu. Ông lão nhìn Diệp Quân, chỉ cần không phải đến từ tường biên hoang là được. Diệp Quân hơi tò mò, ông lão, rốt cuộc thì tường biên hoang là sự tồn tại gì? Ông lão nói, mai ngươi sẽ biết. Nói xong, ông ta nhanh chóng và hết cơm trong bát, sau đó cầm điếu thuốc mà Phản Thiện đã nhét thuốc lá, đứng dậy rời đi. Phản Thiện ngồi một bên, cười nói. Ngươi nói ngươi tới từ vũ trụ quan huyên gì đó à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Phản Thiện hơi tò mò nói, tay của ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, một người phụ nữ chém đứt. Phản Thiện nói, vậy người phụ nữ đó rất lợi hại à? Diệp Quân gật đầu. Phản Thiện ăn một miếng cơm, sau đó nói, vậy ngươi có muốn báo thù không? Diệp Quân gật đầu, muốn. Phản Thiện cười nói, nhỡ vẫn đánh thua, thì làm sao? Diệp Quân im lặng. Phản Chiêu Đế, thực lực của người phụ nữ đó mạnh đến mức nào? Hắn cũng không biết. Lúc đối phương chưa dung hợp hoàn toàn với ác đạo, hắn đã không phải là đối thủ của cô ta rồi, mà hiện tại, cô ta đã dung hợp hoàn toàn với ác đạo. Đại đạo hoàn mỹ thực sự. Thực lực của Phản Chiêu Đế bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vậy thì sao? Diệp Quân hít một hơi thật sâu, dù lúc trong lòng nghĩ tới người phụ nữ đó. Vẫn sẽ có một loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực, nhưng với hắn mà nói, mục tiêu trong cuộc sống này, chính là giết chết người phụ nữ đó. Những gì mình đã từng đánh mất, phải đoạt về. Phản Thiện đột nhiên nói, sau này ngươi sẽ rời khỏi đây à? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn Phản Thiện, gật đầu, ừ thự Phản Thiện ăn cơm, không nói gì. Diệp Quân cười nói, có phải ngươi rất muốn ra ngoài đi dạo không? Phản Thiện gật đầu, ừ. Diệp Quân nhẹ giọng nói, mặc dù nơi này không thể tu luyện, nhưng, nơi này rất an toàn, bên ngoài là một thế giới phức tạp, cô hiểu không? Cô nhóc này quá lương thiện, rời khỏi đây, ra bên ngoài, sợ là hoàn toàn không sống được. Phản Thiện nhìn Diệp Quân, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Diệp Quân cũng không thể hứa gì, bây giờ thực lực của hắn không cho phép hắn hứa gì cả, có điều, hắn cũng sẽ không quên ơn cứu mạng của cô nhóc này và ông nội cô ta. Khi thực lực của hắn khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó dẫn bọn họ theo, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Quân ra ngoài, lúc này bầu trời đầy sao, rất lộng lẫy. Diệp Quân đi tới lầu dưới của nhà sàn, hắn dựa vào một cục đá, ngẩng đầu nhìn trời xanh, bây giờ hắn rất mong muốn được nhìn thấy Tháp Gia và Tiểu Hồn, vì chỉ có bọn nó mới có thể biết chuyện gì đã xảy ra sau trận đấu đó. Chân tỷ, còn tất cả mọi người sống? Hay là đã chết? Đang nghĩ gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh Diệp Quân truyền tới. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn, người tới chính là Phản Thiện. Phản Thiện ngồi cạnh hắn, sau đó lấy một quả trái cây đã rửa sạch đưa cho hắn. Diệp Quân nói cảm ơn. Nói rồi, hắn nhận trái cây cắn một miếng, cũng không biết đây là trái cây gì, vào miệng là giòn tan ngọt ngào, mùi vị siêu ngon. Phản Thiện cười nói, ta thật sự có thể tu luyện à? Diệp Quân nhìn Phản Thiện khế cười, ta muốn tu luyện. Diệp Quân cười nói, muốn bay ư? Phản Thiện quay đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, ta muốn biết rốt cuộc ta là ai? Diệp Quân ngơ ngác, cô hả? Phản Thiện khẽ cười,
ta và ông nội không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, thật ra ta là em bé bị bỏ rơi mà ông ấy nhặt được ở cửa thị trấn. Ông ấy cho rằng ta không biết, thật ra, ta đều biết cả, bởi vì ta có ký ức. Diệp Quân trầm giọng nói, cô có ký ức. Phạn Thiện gật đầu, một người đàn ông và một người phụ nữ đặt ta trước cửa vào thị trấn nhưng ta chỉ nhớ mấy cái này. Diệp Quân nói, cho nên, cô muốn ra ngoài à? Phạn Thiện nói, đúng nhưng ta lại luyến tiếc ông nội, ta đi rồi, chắc chắn ông ấy sẽ rất đau lòng, rất lo lắng. Diệp Quân khẽ cười nói, đừng lo, đợi ta nỗ lực một chút, đến lúc đó sẽ giúp cô. Phạn Thiện quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, vậy ta cảm ơn ngươi trước. Diệp Quân nói, là ta phải cảm ơn cô và ông cụ, cảm ơn các người cứu a. Phạn Thiện xua tay, chỉ là thuận tay thôi, chuyện nhỏ. Diệp Quân lắc đầu, với ta mà nói, đây không phải là chuyện nhỏ. Được rồi. Phạn Thiện cười nói, ta tin nếu như ta ngã ở đó, ngươi mà nhìn thấy, khẳng định ngươi cũng sẽ cứu giúp, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Phạn Thiện khế cười nói, chính là vậy đó. Diệp Quân nghiêm túc nói, cô biết không, thế giới bên ngoài rất phức tạp, không phải tất cả mọi người đều là người tốt đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.